Đấu La Đại Lục phần 5, Đường Tam Trùng Sinh, tập 205 và tập 206, Tê Ngưu Đại Yêu Vương, thuyết minh tại kênh YouTube chuyện hay. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Dưới tình huống bình thường, muốn chiến thắng nó, đầu tiên muốn làm đến chính là ngăn trở nó một kiếm này. Ngăn trở toàn lực của nó một kiếm mới có thắng khả năng. Tên này đã đỉnh hạc đại yêu vương đối với kiếm chấp nhất, thậm chí có khả năng còn tại kiếm thánh đại yêu hoàng phía trên, không hề nghi ngờ, coi như lần này chiếm hoàng chi chiến nó không cách nào thu hoạch được sau cùng ba hạng đầu tương lai cũng nhất định là phải thừa kế kiếm thánh đại yêu hoàng vị trí. Từ trước mắt nó chỗ bộc phát thực lực đến xem, chỉ cần chống đi hoàng vị, cơ hồ là không có cái gì nghi vấn liền có thể kế thừa, đan đỉnh hạc yêu nhất mạch, có người kế tục. Kiếm thánh đại yêu hoàng lúc này liền đứng tại nghị hội sơn giữa sườn núi trên bình đài, khi thiên địa biến sắc trong nháy mắt đó, trên khuôn mặt của hắn lại toát ra khó được dáng tươi cười, chờ đến con huyền lại lĩnh ngộ thẩm phán chi kiếm, tương lai thành tựu nhất định sẽ hơn mình xa. Đan đỉnh hạc đại yêu vương thu tử huyền, kiếm thánh sơn tiềm tu 30 năm, lĩnh ngộ thiên địa nhất kiếm trước đây không lâu mới vừa vặn xuất quan xuất quan lúc thiên địa biến sắc tổ đình chấn kinh lúc này mới có số năm hạt giống xếp hạng mà nó không thẹn với thứ hạng của mình tại trận chiến đầu tiên liền chấn kinh tổ đình thu tử huyền lúc này đã một lần nữa về tới phòng khách quý bên trong trở về chỗ ngồi mặc dù nó danh liệt thứ năm nhưng là dù là xếp hạng tại trước mặt nó tuyển thủ hạt giống lúc này sắc mặt rất khó coi bởi vì đến vòng thứ hai tại rút thăm thời điểm liền không có hạt giống không thể đụng vào đến thuyết pháp như vậy chính mình có thể hay không chống đỡ được vị này đan đỉnh hạc đại yêu vương thiên địa nhất kiếm đâu ngăn trở liền thắng ngăn không được liền thua cái này ai chịu nổi đau đầu cơ hồ tất cả người dự thi cho dù là thực lực cực kỳ cường hãn người dự thi lúc này cũng là cực kỳ nhức đầu đúng lúc này đường tam bên tai đột nhiên truyền đến thần thức truyền âm cận tộc trưởng thấy thân liên tử bán hay không ta ra giá cao thanh âm nơi phát ra chính là ninh thần ân đường tam sửng sốt một chút nhưng qua trong giây lát liền hiểu ý tứ của nó ninh thần ân đây là muốn dùng thế thân liên tử tới chặn thiên địa nhất kiếm a à. đường tam cười khổ nói ninh huynh ngươi thật cho là thế thân liên tử có thể đỡ nổi nó một kiếm kia sao ngươi hay là suy nghĩ một chút dùng như thế nào lực phòng ngự ngăn trở đi đó đó đã là tu luyện ra quy tắc một kiếm thật toàn lực giết địch mà nói ta đoán chừng bất tử hỏa phượng nhất mạch phượng hoàng nết bàn đều không nhất định chống đỡ được trực tiếp chém thần thức coi như thân thể ngươi dùng thế thân liên tử phục sinh thần thức bị chém một dạng chết linh thần ân trầm mặc trọn vẹn sau nửa ngày thanh âm của nó mới lần nữa truyền đến tạ ơn cận huynh dạy bảo là ta sai rồi gia hỏa này là sợ mất mật đi nếu như nó thật đụng phải thiên địa nhất kiếm chỉ sợ là không thắng được đường tam trong nội tâm thở dài phải biết linh thần ân lực phòng ngự rất có thể là lần so tài này bên trong mạnh nhất một cái kết hợp kim cương thiên hoàng nhất mạch tăng thêm hoàng kim mạnh mã tộc phòng ngự nó vậy mà chạy tới cùng chính mình mua thế thần liên tử điều này không nghi ngờ chút nào là đối với mình không có lòng tin à trên thực tế đường tam đoán chừng thiên địa nhất kiếm công kích tuy mạnh nhưng muốn chạm phá ninh thần ân phòng ngự cũng không phải một chuyện dễ dàng chí ít giết không chết nhục thân của nó nhưng cũng sợ chính là thiên địa nhất kiếm không chỉ là chém thân thể còn muốn chém thần thức một kiếm này chém xuống thân thể không tổn hao gì thần thức bị diệt cũng giống vậy muốn chết cho nên đường ta mới nhắc nhở nó một chút một bên khác phòng khách quý bên trong mỹ công tử lúc này ánh mắt cũng phi thường nghiêm trọng vừa mới thiên địa nhất kiếm để nàng cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt công kích như vậy chính mình lấy tu la thần kiếm đối bính mà nói có thể thắng sao nàng tự hỏi làm không được giống đan đỉnh hạc đại yêu vương thu tử huyền như thế tất kỳ công tại một kiếm mà tại nó một kiếm kia trước mặt không cách nào né tránh chỉ có thể liều mạng mỹ công tử nguyên bản tràn ngập tất thắng tín niệm tại một cái chớp mắt này đều có chút dao động bởi vậy có thể thấy được thu tử huyền vừa mới chỗ cho thấy thiên địa nhất kiếm đáng sợ đến cỡ nào từ thứ ba tuyển thủ ra trận bên ngoài một lần nữa truyền đến lưu ly thiên hoàng thanh âm đến tiếp sau là bởi vì trận thứ hai tranh tài quá mức rung động đến mức thẳng đến trận thứ ba lúc kết thúc sự chú ý của mọi người đều không có đặc biệt tập trung ở tranh tài bên trên. Trận đấu thứ ba cũng không có cái gì lo lắng, xuất chiến chính là liệt dương hoa tộc liệt dương vương Nam Kha Mộng cùng đến từ kim sĩ đại bằng điểu nhất mạch đường đại tộc trưởng đường bằng côn. Hai vị này chiến đấu kỳ thật cũng là cực kỳ màu, từng đóa từng đóa to lớn liệt dương hoa bộc phát ra vô số liệt dương hỏa trụ, một bên khác, kim sĩ đại bằng đại yêu vương đường bằng côn cũng cho thấy cực kỳ cường hãn phi hành cùng đột phòng năng lực. Nhưng làm sao trinh lệch của song phương thật sự là quá lớn, liệt dương vương nam kha mộng so với lúc trước đường tam tại hỏa lê tộc gặp được nó thời điểm trở nên càng thêm cường đại cái kia gần như vô cùng vô tận liệt dương hỏa trụ tại lĩnh vực tăng phúc hạ tướng toàn bộ dân thi đấu đều toàn bộ bao trùm đường bằng côn đột phòng năng lực tuy mạnh nhưng lại không cách nào đột phá vô số điệt ra liệt dương hỏa trụ kiên trì không đủ một khắc đồng hồ hay là tại không thu nhận thua tranh tài là có thể phi hành nhưng độ cao không có khả năng vượt qua nghị hội sơn mà liệt dương vương liệt dương hỏa trụ đều có thể bắn tới đồng dạng độ cao cái này toàn bao trùm công kích đủ để cho kim sĩ đại bằng điều không chỗ che thân tại mười tên tuyển thủ hạt giống bên trong làm kim thụ tộc đại trưởng lão dựa theo các loại tư liệu đem vị này là dương vương đứng hàng thứ 10. đương nhiên nó nguyên bản tại phía quan phương bên trong chính là tuyển thủ hạt giống tất cả xếp hạng đều là đại trưởng lão dựa theo đã biết các loại tin tức chiến tích tổng hợp tiến hành bài vị phải chăng có người dự thi ẩn giấu thực lực vậy liền khó mà nói sau đó mấy trận tranh tài đều không có tuyển thủ hạt giống xuất chiến song phương đánh nhau chết sống đều cực kỳ kịch liệt cơ hồ là dùng bất cứ thủ đoạn nào cường hãn va chạm để mỗi một trận đấu kết thúc về sau đài tranh tài đều cần tiến hành một lần nữa chữa trị phá hư thực sự quá nghiêm trọng lúc thậm chí cần thủ thuộc tính hoàng kim mãnh mã đại yêu hoàng tự mình xuất thủ mới có thể trong khoảng thời gian ngắn đem so với đấu trường chữa trị đến có thể tiếp tục sử dụng trình độ lưỡng bại câu thương tình huống phi thường phổ biến trừ trận đấu thứ nhất hoàng kim lang đại yêu vương cùng kim tiền báo đại yêu vương lưỡng bại câu thương cuối cùng song song đào thải bên ngoài phía sau lại có hai trận đều xuất hiện tình huống như vậy Song Phương thực lực không kém bao nhiêu, đánh đến cuối cùng, liền xem như chiến thắng một phương cũng là người bị thương nặng, không có khả năng tại trong thời gian một ngày khôi phục lại, trừ phi là có đường tam trước đó bán loại kia đại yêu vương cấp bậc lam kim quả tại. Đây cũng là vì cái gì đường tam cái kia lam kim quả có thể bán đi giá cao như vậy đáng giá nguyên nhân, mà lại, lam kim quả ở trong trận đấu liền có thể sử dụng, là có tính quyết định tác dụng. Đám tuyển thủ nữ mặc dù hôm nay không có tranh tài, nhưng cũng đều không có rút lui, mà là lưu tại trong sân quan chiến mặc dù các nàng chỉ có đến cuối cùng lục cường thời điểm mới có thể cùng nam tuyển thủ chạm mặt nhưng cũng muốn quan sát một chút những ngày tham dự chiếm hoàng chi chiến năm tuyển thủ thực lực có thể đạt tới như thế nào trình độ rốt cục liền muốn đến phiên 33 hào cùng 34 hào đối chiến trong phòng nghỉ làm kim thụ tộc các trưởng lão đều trở nên khẩn trương lên nhất là nhìn trước đó nhiều chàng như vậy sau cuộc tranh tài nhìn thấy nhiều cường giả như vậy va chạm cùng thảm liệt từng màn các trưởng lão lúc này nội tâm đều mười phần tâm thần bất định đại trưởng lão há to miệng nhưng cuối cùng vẫn là không có đem lời trong lòng mình nói ra nhưng một bên cận miều sâm nhưng vẫn là nhịn không được Ca, nếu như chuyện không thể làm liền nhận thua đi chúng ta lam kim thụ tộc nhận thua không mất mặt đường tam có chút bất đắc dĩ nhìn xem nó nói thì ra ra trận đấu thứ nhất lúc kết thúc nói lời đều ốm phí cận miều sâm cười hắc hắc nói cái kia không có khả năng chỉ bất quá băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh chúng ta lam kim thụ tộc muốn có được lực chiến đấu mạnh mẽ vậy cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể làm được a à chúng ta hay là đối mặt hiện thực an toàn đệ nhất ca, ngươi thế nhưng là chúng ta trong tộc trụ cột chính là bởi vì có ngươi chúng ta làm kim thụ tộc mới có cơ hội vùng lên cho nên phụ luận như thế nào ngươi cũng không thể có sự tình a à. ngươi có thể nhất định phải an toàn trở về thắng thua cũng không trọng yếu lúc đầu chúng ta cũng chính là đến tham dự một chút ngươi nói đúng không đừng tam nhìn xem nó nhìn nhìn lại mặt khác rất tán thành các trưởng lão mỉm cười nói các ngươi trở lấy xem đi ta hôm nay sẽ không thua vừa nói hắn liền đi ra phòng nghỉ thứ 17 tổ tuyển thủ đang tràng. Sân thi đấu vừa mới chỉnh đốn hoàn tất, miễn cưỡng khôi phục vung vức, bởi vì ai cũng không biết rút thăm đối thủ là ai, cho nên đang tuyển thủ ra sân trước đó, vô luận là đối thủ hay là khán giả cũng đều không rõ ràng. Nhưng trong lúc lúc đường tam từ trong phòng nghỉ đi ra, hắn cái kia tươi sáng lam kim thụ tộc đặc thù xuất hiện tại tất cả người quan chiến trong mắt thời điểm, lập tức, các loại tiếng thán phục liền xuất hiện, đây là ai, vận khí tốt như vậy, vậy mà quất chúng vị này yếu nhất thổ hào à, đúng vậy à. Vận khí này cũng quá tốt, quất chúng lam kim thụ tộc cái này tương đương với cử đi một trận bạn đang xem đường tam trùng sinh được thuyết minh tại kênh chiêu túc chuyện hay ha ha ta chờ một lúc liền chuẩn bị đi lấy tiền ta đoán chừng là lam kim thụ tộc tộc trưởng này chính mình mua cho mình tiền đặt cược vì để cho tỷ lệ đặt cược chẳng phải khó coi ta mua 200 nguyên tố tệ mặc dù tỷ lệ đặt cược quá thấp chỉ có thể kiếm lời hai cái nguyên tố tệ nhưng dù sao chỉ là một ngày thời gian cũng còn có thể quay đầu phía sau lại nói tiếp mua người khác đúng vậy nếu như đường tam tại trận đấu thứ nhất liền bị đào thải như vậy có quan hệ với hắn đoạt giải quán quân loại hình bán khẩu liền sẽ trực tiếp kết thúc. Đây cũng là vì cái gì còn có nhiều người như vậy mua của hắn nguyên nhân, mặc dù tỷ lệ đặt cược thấp, nhưng nhanh a, à, làm kim thụ tộc có thể thắng, đây không phải là chơi cười sao? May mắn không có tính tiền trận, chỉ có thể mua cuối cùng ba hạng đầu cùng quán quân, bằng không mà nói, mua của hắn người nhất định sẽ càng nhiều. Đường Tam người nhẹ nhàng mà lên, ngựa không phi hành, chậm rãi rơi vào trong sân thi đấu. Đừng nói, thật tín nhập sân thi đấu này cảm giác còn là không giống nhau, vạn chúng chú mục, mấy trăm ngàn người xem chú ý trong lúc vô hình liền cho người ta một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào huống chi người xem đều là yêu quái tộc cùng tinh quái tộc quý tộc cơ hồ đều là cường giả nhiều cường giả như vậy ở chỗ này riêng là khí huyết ba động liền đã vô cùng mãnh liệt đường tam đối thủ lúc này cũng đã xuất hiện chính là rút tham rút chúng 34 hào vị kia lúc này vị này tuyển thủ có thể nói là xuân phong đắc ý mang trên mặt nụ cười thỏa mãn cao hứng bừng bừng liền lên đài đây là một vị toàn thân đều tản ra đen như mực vầng sáng người dự thi khi tất cả người đều có chút âm u, khi nó lên đài thời điểm, bầu không khí đều có vẻ hơi kiềm chế, nhưng nó nụ cười trên mặt lại có chút phá hủy tự thân âm trầm cảm giác. Đường Tam hơi phân biệt một chút, mới phân biệt ra vị này chủng tộc, Đại Hắc Thiên Tê Ngư yêu, đây là một cái rất đặc thù chủng tộc, chủng tộc số lượng rất ít, thậm chí có thể cùng sư hổ tộc so sánh, thậm chí có thể nói là gần như diệt tuyệt, nó gần như diệt tuyệt nguyên nhân cũng rất đơn giản. Loại này Tê Ngưu yêu tự thân có được phi thường thuần túy mà cường đại hắc ám thuộc tính. Tự thân sừng tê giác càng là ẩn chứa khổng lồ năng lượng hắc ám, chính là chế tác tất cả hắc ám thuộc tính ma khí tốt nhất chất liệu. Mà bọn chúng bộ tộc này bản thân sức chiến đấu cũng không phải là đặc biệt cường đại loại kia, cường đại hắc ám nguyên tố càng nhiều hơn chính là dùng tại tự thân trên phòng ngự, mà không phải thi triển ra cường đại năng lực công kích, càng là chưa từng có đi ra một vị hoàng giả. Cái này để đối bọn chúng cái kia sừng tê giác mơ ước tồn tại tìm kiếm nghĩ cách ra tay, săn giết nó tộc nhân, đến mức hiện tại đại hắc thiên tê ngư yêu số lượng đã không đủ 500, đối với bộ tộc này tổ đình đều tự mình hạ lệnh không được công kích. Thậm chí điều động tổ đình thân vệ đến thủ hộ, cái này mới miễn cưỡng để bọn chúng tồn tại xuống tới, thật sự là bởi vì bộ tộc này sừng tê giác quá chân quý, nếu như diệt tuyệt, vậy coi như thật không có. Mà tự nhiên tử vong sừng tê giác là có thể tại ngoài sáng mua bán, tổ đình thủ hộ mạch này đạt được đối ứng hứa hẹn chính là tất cả đại hắc thiên tây ngư ở chủng tộc tự nhiên sau khi chết lưu lại sừng tê giác do tổ đình đến khống chế buôn bán từ đó đổi lấy chủng tộc này phát triển dựa theo lam kim thụ tộc đại trưởng lão cho đường tam xếp hạng đến xem vị này xếp hạng tại lần này người dự thi bên trong ước chừng xếp tại hơn 60 vị so hoàng kim làng đại yêu vương cùng kim tiền báo đại yêu vương không cao hơn bao nhiêu phòng ngự lực lượng thân thể đây đều là đại hắc thiên tây ngư yêu phi thường am hiểu mà lại nó sừng tê giác còn mang theo ăn mòn đặc tính vị này cũng là toàn bộ trong chủng tộc một vị duy nhất đại yêu vương cấp bậc cường giả vị này tây ngư đại yêu vương hiển nhiên cũng không nghĩ tới vận khí của mình vậy mà lại tốt như vậy tại vòng thứ nhất liền quất đến lam kim thụ tộc nó lần này tới cũng không nghĩ tới có thể thu được chiếm hoàng vị trí càng nhiều chỉ là tham dự lợi một chút. Mà đối thủ là Lam Kim Thụ Tộc, đây không phải cứ đi chính mình tiến vào vòng tiếp theo à, đương tam ở trên đấu giá hội đại hiển thần uy, đập xuống không ít đồ tốt, nhưng ở nó xem ra, vậy cũng đều không có cái gì dùng, ngươi có thấy thần lên tử, ta đánh bại ngươi hai lần là được. Còn thần khí cái gì, cái kia muốn tại trong tay cường giả mới có tác dụng à, khán giả đối với trận đấu này, đều không có cái gì hứng thú quá lớn, thậm chí có không ít người xem đều lựa chọn thừa dịp lúc này giải quyết một cái vấn đề sinh lý, tốt bảo trì tinh lực quan sát phía sau càng đặc sắc tranh tài. Tại khán giả trong mắt, cái này không phải liền là một trận thái kê lẫn nhau một sao, mà lại cũng đồng dạng là thắng bại đã chú định tranh tài. Chủ trì tranh tài như trước vẫn là Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng, không có chủng tộc của hắn tộc nhân trước khi xuất chiến, hắn có thể một mực chủ trì tranh tài. Song phương ra trận, một bên không khí trực tiếp liền trở nên tối sầm xuống, Tề Ngưu Đại yêu vương tự thân hắc ám thực tính bừng bừng phấn chấn, còn không phải phát ra từng tiếng đinh tai nhức óc kêu rên, nó chuẩn bị đánh ra một trận nghiền ép tranh tài, tiền ép đối thủ, lấy hiện lộ rõ ràng chính mình uy thế nó thậm chí đều đã nghĩ đến chính mình trận tiếp theo tranh tài có phải hay không vận khí còn có thể tốt như vậy lại quất chúng cái tại vòng thứ nhất thụ thương nặng hơn đối thủ đó chính là lý tưởng nhất trạng thái đường tam đương nhiên không biết đối thủ là nghĩ như thế nào hắn cũng không có từ trên thân phóng xuất ra cái gì khí thế cường đại hướng phía thính phòng phất phất tay sau đó trong khi lật tay trong lòng bàn tay liền có thêm một vật nhìn xem trong lòng bàn tay vật phẩm đường tam nhưng thật ra là có chút không bỏ được nhưng vì duy trì ở chính mình lam kim thụ tộc nhân vật thiết lập dựa theo cố định kế hoạch tiếp tục dự thi, cũng chỉ có thể là nhịn đau cắt thịt. Nồng đậm sinh mệnh khí tức từ trên thân đường tam phóng thích mà ra, làm kim sắc hào quang nở rộ, phía sau, đại thụ hư ảnh cũng chậm chậm nổi lên, cái này tản ra làm kim sắc hào quang đại thụ trừng cao hơn 30 mét. Tráng kiện thân cây bắn ra lấy rực rỡ hào quang vàng óng, từng cây cành màu vàng giãn ra, nồng đậm sinh mệnh khí tức, trong nháy mắt tràn đầy tại chính mình cái này nửa tràng bên trong, cho dù là phụ trách ngăn cách song phương lưu ly thiên tinh hoàng lúc này cũng không khỏi khẽ thuật đầu luận sinh mệnh khí tức vẫn phải nói lam kim thụ tộc a à, tại từng cây kia cành màu vàng bên trên treo đầy màu lam lá cây cành vàng lá lam đây là lam kim thụ tộc biểu tượng nồng đậm lam kim sắc phần sáng tại thân thể đường tam chung quanh bóc lên lấy luận bề ngoài cái kia không biết muốn so đối thủ tây ngư đại yêu vương mạnh bao nhiêu tuyệt đối trói lọi mà lại vòng phòng hộ cũng không ngăn cách loại sinh mạng này khí tức ở đây khán giả đều có thể cảm nhận được phần kia tên mát cùng ấm áp toàn thân không nói ra được dễ chịu trong tổ đình nồng đậm sinh mệnh lực bắt đầu từ bốn phương tám hướng hướng phía bên này tụ đến. Tụ đình chung quanh dãy núi đều là bị thảm thực vật nơi bao bọc, lúc này, những thảm thực vật này bên trên có sinh mệnh năng lượng, tôi đình khổng lồ khí vận ngưng tụ sinh mệnh năng lượng, đều như là như trăm sông đổ về một biển tìm được đầu nguồn giống như hướng phía đường tam trào lên mặt tới. Làm hắn trên người sinh mệnh khí tức càng phát nồng đậm, bề ngoài cũng càng là nhiều hơn mấy phần thần thánh hương vị, chuẩn bị xong chưa? Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng nhìn xem phía Đường Tam hỏi một câu, Đường Tam nói, miệng hạ chờ một lát, ta lập tức liền tốt. Chờ một lát. Đây là tranh tài bắt đầu đến bây giờ điều yêu cầu thứ nhất chỉ hoãn chuẩn bị, bất quá, xét thấy trên người hắn cái kia làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được hết sức thoải mái sinh mệnh khí tức, Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng cũng liền nhịn, liền ngay cả khán giả đều không có thúc giục ý tứ. Lam Kim thụ tộc đối với phổ thông yêu quái tộc cùng tinh quái tộc tới nói thậm chí đều là chưa quen thuộc, chân chính đối với Đường Tam có chỗ nhận biết hay là thông qua lần này siêu cấp hội đấu giá, mà chân chính nhìn thấy vị này đứng đầu một thành tách ra năng lực của mình đây đều là lần thứ nhất. Như vậy nồng đậm sinh mệnh khí tức, Thật là để cho người ta rất thư thái, nguyên lai vị này không chỉ là thổ hào, mà lại càng có thể đem sinh mệnh năng lượng ngưng tụ đến trình độ như vậy à. Đừng nói dân chúng bình thường, liền xem như các hoàng giả, nhìn xem đường Tam phía sau dâng lên đại thụ hư ảnh, cũng không khỏi khẽ gật đầu, cường thịnh như vậy sinh mệnh năng lượng, đối bọn chúng tới nói đều là có trợ giúp, kéo dài tuổi thọ không nói chơi. Mà lúc này Đường Tam, hai tay dâng trong tay đồ vật chậm rãi nắm giơ lên, tự thân sinh mệnh năng lượng hướng phía trong tay vật phẩm kia chen trúc mà vào, lập tức một cỗ không gì sánh được sắc bén dung trời kiếm ý phóng lên tận trời. Đúng vậy, hắn lúc này trong hai tay, chính là trước đó ở trên đấu giá hội lấy giá cao đập xuống tới kiếm thánh đại yêu hoàng pho tượng, ẩn chứa kiếm thánh đại yêu hoàng một kích tồn tại. Nhìn thấy cái kia kinh thiên kiếm ý trùng thiên, đại hắc thiên tên đại yêu vương nhịn không được sổ một câu nói tục, quên, nó vậy mà quên vị này làm kim thụ tộc tộc trưởng còn đập như vậy một kiện vật đấu giá, cái đồ chơi này cứ như vậy trực tiếp lấy ra dùng, trận đầu A, à, mất quá cũng đúng A. À. Không cần cũng muốn dùng, không phải vậy cái kia chẳng phải trực tiếp thua a, à. người ta lúc đầu cũng không có thông qua trận đầu năng lực. Sau đó vị này tên Ngư Đại yêu vương liền thấy Đường Tam hướng nó nhếch miệng cười một tiếng, nói: "Tề Ngư huynh, ngươi nhận thua không? Kiếm Thánh Đại yêu hoàng vĩ lực ta cũng khống chế không nổi. Chờ một lúc ta nếu là một kiếm đưa ngươi giết, cái này cũng không nên trách ta ha, ta đề nghị ngươi hay là nhận thua tốt. Ngươi nhìn kiếm mang này, Kiếm Thánh Đại yêu hoàng trên pho tượng, lúc này đã bộc phát ra vượt qua trăm mét kinh thiên kiếm mang, kinh khủng kiếm ý làm thiên địa biến sắc." đại hắc thiên tê ngưu đại yêu vương trợn mắt hốc một nhìn xem một màn này trong đầu không khỏi hồi tưởng lại trước đó đan đỉnh hạc đại yêu vương thu tử huyền cái kia thiên địa nhất kiếm sắc mặt lập tức rụ xuống mà đúng lúc này đường tam hứng lưu ly thiên tinh hoàng nhẹ gật đầu nói viện hạ ta chuẩn bị xong chờ một chút ta nhận thua tại đường tam nói ra chuẩn bị xong bốn chữ này trong nháy mắt đại hắc thiên tê ngưu đại yêu vương cơ hồ là không kịp chờ đợi liền hô lên cứ việc tăng kêu ra ta nhận thua ba chữ thời điểm trong nội tâm là không gì sánh được dãy rộ cùng cực kỳ thống khổ nhưng là nó có biện pháp nào nó đương nhiên tự nhận là có thể nghiền ép lam kim thụ tộc tộc trường nhưng kiếm thánh đại yêu hoàng một kích nó không cảm thấy lực phòng ngự của mình có thể gánh vác được à dưới một kiếm này đến đối phương minh bạch nói cho nó biết không khống chế nổi thật muốn bị đánh chết đây không phải là quá oan uổng trăm mét cao kinh thiên kiếm mang lóe lên một cái bởi vì lưu ly thiên tinh hoàng tại đường tam nói chuẩn bị xong thời điểm liền đã phóng lên tận trời để tranh tài bắt đầu đường tam mặt lộ vẻ thống khổ trên thân đồng đậm sinh mệnh năng lượng cuồn cuộn không dứt hướng trong pho tượng kia dũng mãnh lao tới lúc này mới không chế được kiếm mang không có chém xuống bộc phát cẩn thận từng ly từng tí đem kiếm mang thu hồi ngươi sớm một chút nói a à. sớm một chút nói ta cũng không cần lao lực như vậy thật vất vả đem kiếm mang một lần nữa thu hồi đến trong pho tượng trân trọng lại đem pho tượng thu nhập nhẫn chữ vật của mình bên trong đừng tam oán trách một câu đối thủ lúc này mới quay người bay vút lên mà đi làm kim vụ tộc cận miều lâm thắng lương ly thiên tinh hoàng công bố kết quả của trận chiến này tên đại yêu vương đầy bụi đất đi xuống mặt đều mất hết à đây là tranh tài bắt đầu đến bây giờ duy nhất một trận ngay cả đánh cũng không đánh liền nhận thua tranh tài. Thế nhưng là, nó thật không muốn chết à. Khán giả sao lại không phải mở rộng tầm mắt, thắng, cận miểu lâm vậy mà thắng tranh tài, bằng vào là kiếm thánh đại yêu hoàng pho tượng. Đúng à, làm sao đem chuyện này quên, nó còn có kiếm thánh đại yêu hoàng pho tượng có thể phát động một kích chi lực, bạn đang xem đường tam trùng sinh được thuyết minh tại kênh youtube chuyện hay. Cái này nhiều lần như đại yêu vương cũng quá nhưng, nó làm sao sẽ biết chính mình ngăn không được một kiếm này à, trên thực tế ngay cả đường tam đều không có nghĩ đến đối thủ đã vậy còn quá sợ chính mình cũng không có chém ra một kiếm này liền thắng được tranh tài đơn giản vô cùng nhẹ nhõm mà lại kiếm thánh đại yêu hoàng pho tượng chi lực còn không có dùng đi nhưng trái lại nhìn cái này còn muốn cảm tạ đan đỉnh hạc đại yêu vương thu tử huyền thiên địa nhất kiếm chính là bởi vì nó một kiếm kia quá mạnh uy hiếp tất cả người dự thi cho nên khi đường tam dùng ra kiếm thánh đại yêu hoàng pho tượng thời điểm đã mang lại làm ít công to hiệu quả ngay cả thu tử huyền đều cường đại như vậy kiếm thánh đại yêu hoàng một kích càng là sẽ cường đại đến trình độ gì a à? Tên ngư đại yêu vương tưởng tượng đã cảm thấy chính mình sẽ chết cho nên lúc này mới nhận thua đứng tam cái này tương đương với tiến nhập vòng thứ hai thuận lợi tiến nhập 40 người đứng đầu hắn cũng không biết chính là trận chiến này chiến thắng đằng sau hắn nhiều một cái ngoại hiệu từ tinh tệ chiến sĩ đúng vậy cái này không phải liền là thuần túy dựa vào tiền thắng sao mấy ngàn từ tinh tệ mua lại kiếm thánh đại yêu hoàng pho tượng trực tiếp dùng nó liền thắng một trận tranh tài Hiện tại tham gia hội đấu giá các cường giả hối hận phát điên, nếu như sớm biết kiếm thánh đại yêu hoàng mạch này mạnh như vậy, lúc trước đắt đi nữa điểm cũng hẳn là mua xuống pho tượng kia a, à, cứ đi một trận chiếm hoàng chi chiến thắng lợi, đây tuyệt đối là đáng giá. Hơn nữa thoạt nhìn lần này Đường Tam còn không có dùng, vòng tiếp theo ai quất chúng hắn, không hề nghi ngờ, còn muốn đối mặt một kiếm này mới được a, à, cái này cũng được, nhưng vô luận nói như thế nào, từ tinh tệ chiến sĩ chính là thu được thắng lợi. Khi Đường Tam trở lại phòng nghỉ thời điểm, cận biểu sâm cùng các vị các trưởng lão quả thực là vui vẻ ra mặt quá tuyệt vời ca ngươi vậy mà thắng một trận ta đều quên ngươi còn có kiếm thánh đại yêu sớm pho tượng đâu thế nào trận tiếp theo còn có thể dùng a à, cận miều sâm vội vàng hỏi cảm thụ được nó cùng các vị trưởng lão chờ mong ánh mắt đường ta mặt lộ dáng tươi cười khẽ gật đầu nói đối thủ quá sợ trực tiếp nhận thua kiếm ý còn không có bọc phát ra đi đâu còn có thể tiếp tục dùng hy vọng trận tiếp theo còn đụng phải một cái không khách nào ngăn cản đối thủ tốt nhất quá tốt rồi ha ha ca ngươi nói ngươi nếu là thật có thể đi vào trước top 8 không biết bao nhiêu người sẽ mở rộng tầm mắt đi ha ha đương tam nói từ từ sẽ đến không nóng này muốn đi vào trước tám ít nhất cũng phải thu hoạch được ba trận tranh tài thắng lợi mới được bất quá hắn trận này mặc dù thắng nhưng cũng không có nhắc lên cái gì gợn sóng dù sao là bằng vào ngoại vật thắng mặc dù làm cho người ta không nói được lời nào nhưng cũng vẫn là hợp lý người ta có tiền trước đó siêu cấp hội đấu giá không phải là vì lần này chiếm hoàng chi chiến làm chuẩn bị sao người ta mua đồ vật chính là tạo nên tác dụng ai có thể nói ra được cái gì đâu mà lại một cái lam kim thụ tộc tộc trưởng tấn cấp cũng không ảnh hưởng được đại thế tranh tài cuối cùng vẫn là tuyển thủ hạt sống ở giữa quyết đấu tiếp tục tranh tài các cường giả nhao nhao ra sân mỗi một trận đấu cơ hồ đều là gió tanh mưa máu đánh không gì sánh được kịch liệt có rất ít thực lực đặc biệt cách xa tranh tài xuất hiện thời gian ngắn kết thúc sống thu tử huyền loại kia chỉ có một kiếm thuộc về trường hợp đặc biệt đương nhiên đường tam vậy thì càng là trường hợp đặc biệt tên ngư đại yêu vương lúc đầu cũng yếu mà lại ý chí chiến đấu cũng không mạnh Đường Tam muốn mực tại yên lặng quan sát lấy đối thủ, không thể không nói, tổ đình tuyển ra tới tuyển thủ hạt giống vẫn là vô cùng có đạo lý. Toàn bộ 10 tên năm tính tuyển thủ hạt giống tất cả đều thu được tranh tài thắng lợi, không có bất kỳ cái gì một trận lật xe, nhưng trừ những tuyển thủ hạt giống này bên ngoài, Đường Tam còn chú ý tới một chút thực lực cường hãn người dự thi, trong đó, lấy Long tộc số lượng nhiều nhất. Lần này toàn bộ 87 tên người dự thi bên trong, Long tộc chiếm 7 vị, nói cách khác, Long tộc có 7 vị đại yêu vương tham gia trận đấu, mà cái này 7 vị Tất cả đều thông qua điều vòng thứ nhất, cũng không có lẫn nhau quất chúng, nội tình, đây chính là chủng tộc cường đại nội tình. Liệt thiên thành thành chủ kim an quốc, cùng Lam Mạch Thiền cũng là song song tấn cấp, Linh Thần Ân cũng là tương đối thoải mái mà tấn cấp, nó ở trong trận đấu thậm chí đều không có hiện ra quá mạnh sức chiến đấu, nhưng đối thủ cũng không cách nào công phá phòng ngự của nó, cuối cùng bị nó sâu ra đài tranh tài. Mà chân chính để đường tam chú ý nhất, dĩ nhiên chính là đại mưu trận này, đây cũng là duy nhất để hắn có chỗ lo lắng tranh tài đại miêu tiến vào cấp 11 thời gian còn không dài, mà lại tu vi của nó tại tăng lên trong quá trình, càng nhiều hơn chính là tại hoàng kim sư tử tộc lợi dụng các loại tài nguyên cưỡng ép tăng lên, mặc dù đại miêu kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, nhưng trở thành đại yêu vương thời gian vẫn còn tương đối ngắn. Mà lần này dự thi vô luận là chủng tộc gì, cơ hồ đều là cấp 11 đỉnh phong cường giả, đấu vòng loại bên trên, nó có thể tấn cấp sao? Đại miêu ký vị hiển nhiên là cực kỳ thấp, tranh tài từ sáng sớm một mực tiến hành đến trạng vạng tối, hơn 40 trận đấu mới dần dần tiến vào hồi cuối, mà cũng chính là tại thứ 40 tổ thời điểm, đường ta mới rút cục chờ đến Đại Miêu ra sân. Nếu như không phải đợi đợi Đại Miêu, tranh tài kết thúc hắn cũng sớm đã đi, trận tiếp theo sẽ rút lần nữa ký, ai cũng không có cách nào dự phán đối thủ của mình là ai. Đại Miêu leo lên đài tranh tài thời điểm, mặc trên người màu vàng nhạt sáp nhẹ, nó cái kia thân thể hùng tráng đã có tiếp cận cao 3 mét, trong tay dẫn theo thí thần kiếm, toàn thân cao thấp phẳng phất đều ẩn chứa tính dễ nổ lực lượng. Mỗi một bước bước ra, trên người nó khí thế đều sẽ xuất hiện mấy phần biến hóa, đang nhanh chóng bay vụt lấy lệnh thấu xương sát khí phẳng phất đã biến thành vật hữu hình để chung quanh thân thể không gian vì đó rất nhỏ vạn vẹo yên lặng cảm thụ được đại miêu trạng thái đường tam ánh mắt hơi buông lỏng mấy phần mặc dù hắn cũng không biết trong năm qua thời gian bên trong đại miêu đều đã trải qua cái gì nhưng là cùng một năm trước tổ đình tinh anh thi đấu thời điểm so sánh nó đúng là đã thoát thai hoàn cốt thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó nó tăng lên tốc độ hoàn toàn không còn mỹ công từ phía dưới hoàng kim sư tử tộc lần này cũng coi là mưu đủ kinh khẳng định là vô số tài nguyên nhiên kết quả, làm thảo nguyên chi vương, sư yêu tộc luôn luôn tự xưng là là mạnh nhất chủng tộc một trong, nhưng làm sao, sư yêu nhất mạch nhưng là chưa từng xuất hiện hoàng giả, bị hổ yêu nhất mạch một mực áp chế. Đại miêu bản thân sư hổ biến được sự giúp đỡ của đường tam hóa thành cấp một huyết mạch, để sư yêu tộc thấy được hy vọng. Tại hội yêu tộc trước đó đem đại miêu lung lạc, tại quá khứ trong một năm, bọn chúng cơ hồ là trên người đại miêu dốc hết tất cả, thậm chí đem sư hổ tộc thu nhập sư yêu tộc hệ thống bên trong, đồng thời cho phi thường cao địa vị. Đại Miêu cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người, chẳng những thiên phú trác tuyệt, mà là ý chí kiên định, Hoàng Kim Sư Vương cũng tự nhận là bình sinh ít thấy, chiến đấu đối với Đại Miêu tới nói tựa như là ăn cơm uống nước như thế bình thường. Đại Miêu tu luyện mỗi ngày chính là không ngừng chiến đấu, chiến đấu, tái chiến đấu, Hoàng Kim Sư tử tộc cường giả thay Phiên trở thành đối thủ của nó, sớm tại nó hay là thập giai thời điểm, cũng đã bắt đầu khiêu chiến Hoàng Kim Sư tử tộc cấp 11 cường giả. Nó cái kia điên cuồng phương thức chiến đấu, tại Hoàng Kim Sư tử tộc nhấc lên một trận phong bạo cơ hồ là mỗi một vị cùng nói luận bàn qua tộc nhân đều sẽ thâm thụ cảm nhiễm từ đó ý chí chiến đấu trên phạm vi lớn tăng cường một năm tới đại miêu tại hoàng kim sư tử tộc đã có cái tổng huấn luyện viên xưng hô hoàng kim sư vương minh bạch đây là sư yêu tộc nhất mạch trước nay chưa có cơ hội cứ việc đối bọn chúng tới nói lần này chiếm hoàng chi chiến tới quá đột ngột cũng quá sớm một chút nhưng là loại cơ hội này chỉ sợ lâu năm mới có một lần a à, vô luận như thế nào đều là không thể buông tha trong tộc tất cả tài nguyên tự nhiên là không tiếc đại giới đều khuyên tả tại đại miêu trên thân vì cái gì tại đường tam nhìn thấy đại miêu thời điểm trên mặt sẽ toát ra buông ngỏng biểu lộ cũng là bởi vì đại miêu tại trước mắt đã ra sân qua cường giả bên trong đeo trên người thần khí lại là nhiều nhất đương nhiên có chút buổi diễn cũng là bởi vì không cần thiết vận dụng thần khí có lẽ có cất dấu kém cỏi nhưng đại miêu cái này vừa vào sân đường tam từ trên người nó trọn vẹn thấy được ba kiện thần khí trên người giáp nhẹ là thần khí cấp bậc tồn tại trong tay thí thần kiếm là còn có nó trên cùng một sợi dây chuyền cũng thế tại trên người nó Đường Tam còn cảm nhận được trước đó siêu cấp trên đấu giá hội bị đập đi mặt kêu hộ tâm kính, cũng tại trên người nó, cái này thật có thể nói là vũ trang đến tận răng, mà đại miêu đối thủ, nhắc tới cũng đúng dịp, chính là một vị đến từ Hoàng Kim Hổ nhất mạch đại yêu vương cường giả. Vị này Hoàng Kim Hổ đại yêu vương trên khuôn mặt có một đạo rất dài vết sẹo, vết sẹo một mực từ cái chán đến cái cầm, nhìn qua dữ tợn dị thường, toàn thân đều tản ra khí tức nguy hiểm, lông tóc hiện ra là màu ám kim, hiện hiện lấy nó huyết mạch cùng bình thường Hoàng Kim Hổ so sánh là có chỗ biến dị đồng dạng là dáng người hùng tráng cùng đại miêu tương xứng tay phải dẫn theo một thanh trường đao trên thân đồng dạng mặc chiến khải nhưng từ trên phẩm chất đến xem nó trang bị rõ ràng là phải kém hơn tại đại miêu nhưng nó trong ánh mắt phần kia tĩnh mịch nhưng như cũ để cho người ta có loại nội tâm cảm giác băng hàn cùng đại miêu cái kia hùng mãnh khí thế so sánh cái này hoàng kim hổ đại yêu vương khí tức liền lộ ra âm lãnh rất nhiều trường đao lôi kéo tại bên người mũi đao chĩa xuống đất ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên đại miêu tựa như là đang nhìn người chết một dạng loại kia ánh mắt lúc này trọng tài đã đổi về kiếm thánh đại yêu vương ánh mắt phân biệt từ hai đại cường giả trên thân đảo qua trên người đại miêu nhiều hơn nữa dừng lại mấy phần đại miêu cũng là dùng kiếm lúc trước thế nhưng là thu được kiếm thánh đại yêu hoàng kiếm thánh lệnh về sau cũng từng tự mình đi bái phòng qua kiếm thánh đại yêu hoàng thỉnh giáo tự nhiên là có chút liên hệ bắt đầu nương theo lấy kiếm thánh đại yêu hoàng một tiếng tuyên bố trận này phát chạm chính thức triển khai đại miêu căn bản không quản đối thủ như thế nào trong miệng chợt quát một tiếng vừa xài bước ra trong tay thí thần kiếm đã bộc phát ra chói mắt kiếm mang thẳng đến đối thủ phách trảm mà đi sư hồ kim cương bộc phát màu bạch kim hào quang giống như thực chất đồng dạng đưa nó toàn thân đều quét đại thành cùng màu mà đối thủ của nó thì là bỗng nhiên gia tốc giơ thẳng lên trời phát ra một tiếng hổ khiếu một đôi tĩnh mịch trong đôi mắt bắn ra màu ám kim vầng sáng thần thức chấn nhiếp đại miêu động tác hơi trì hoãn trong nháy mắt đối phương liền đã nghiêng người tránh đi nó thí thần kiếm hiển nhiên là tại vừa mới một chớp mắt kia đại miêu đã mất đi đối với đối thủ khóa chặt trường đao quang mang bán ra phẳng phát giang cơ đồng dạng quang mang trong nháy mắt quét sạch hướng đại miêu thân thể hào quang màu vàng rậm không ngừng theo nó trong đôi mắt phun ra trường đao trực tiếp đã đến đại miêu phụ cận đang thúy minh âm thanh làm cho cả sân bãi đều có vù vù tiếng vọng cái kia vốn là đã chém xuống trên người đại miêu trường đao vậy mà ứng thanh bắn lên nguyên bản đao mang cũng là trong nháy mắt phá toái hoàng kim hổ đại yêu vương trong ánh mắt toát ra ý tứ vẻ ngạc nhiên mà đại miêu trên người giáp nhẹ lại là quang mang kịch liệt lóe ra bạn đang xem đường tam trùng sinh được thuyết minh tại kênh youtube chuyện hay phòng ngự tuyệt đối đây rõ ràng là phòng ngự tuyệt đối năng lực. Cái gọi là phòng ngự tuyệt đối chính là công kích của đối thủ lực chỉ cần không cao hơn tự thân phòng ngự cấp 3, liền nhất định không cách nào phá phòng, sẽ bị đánh lui, đồng thời đối phương trong công kích lực công kích còn sẽ có một phần ba bị phòng ngự tuyệt đối người sử dụng hấp thu. Cái này hiển nhiên không phải đại miêu năng lực, mà là đến từ cái kia thần khí cấp bậc sắp nhẹ giao phó cho, đại miêu bản thân sư hổ kim cương lực phòng ngự chính là cực mạnh, lại thêm giáp nhẹ bị thêm vào phòng ngự tuyệt đối. Trong nháy mắt có khả năng sinh ra lực phòng ngự, liền xem như tu vi yếu kém hoàng gia đều chưa hẳn có thể phá mở mà đúng lúc này kinh khủng sát cơ trong nháy mắt từ trên thân đại miêu bộc phát mà ra cái kia màu bạch kim sư hổ kim cương giống như giếng phun đồng dạng từ trong cơ thể hắn bắn ra ánh mắt của nó thậm chí còn là mê mang nhưng trong tay thí thần kiếm đã ngang nhiên chém ra mang theo lạnh thấu xương sát cơ thẳng đến đối thủ quét sạch mà đi hoàng kim hổ đại yêu vương rơi vào đường cùng chỉ có thể là hồi đao tự vệ lúc này nó trong nội tâm cũng là tương đương khiếp sợ vị này hoàng kim hổ đại yêu vương cũng tuyệt không phải phổ thông tồn tại nếu không cũng không thể đại biểu hoàng kim hổ nhất mạch đến dự thi đã từng nó thể thành tựu vương giả thời điểm bởi vì tiếp nhận lôi kiếp nhận lấy trọng thương suýt nữa không cách nào khôi phục về sau tại dưới một lần cơ duyên xảo hợp nó thu được một kiện quỷ dị duy nhất một lần thần khí lấy hiến tế một nửa của mình linh hồn làm đại giá thu hoạch được thần thức cường đại cái này hiến tế linh hồn muốn tới nó tử vong thời điểm mới có thể triệt để bị cái kia thần khí thôn vệ từ đó để cái này quỷ dị thần khí tại địa phương khác tái hiện nhưng ở nó còn sống tình huống dưới, chính là tuổi thọ sẽ giảm bớt một chút, nhưng thần thức sẽ tăng lên trên diện rộng. Cho nên nó mới có trực tiếp vận dụng thần thức công kích năng lực, nó cũng hoàn toàn khẳng định, khi thần thức của mình khởi xướng trùng kích thời điểm, là khống chế được đại miêu, cho dù là những tuyển thủ hạ giống kia, nó đều có lòng tin đi khống chế đối thủ. Chỉ cần không gặp được Mỹ công tử bán đấu giá cái kia huyện thần mặt nạ, nó tuyệt đối không có bao nhiêu người dự thi có thể ngăn cản được chính mình thần thức trùng kích. Hết thầy cũng đúng là như cùng nó suy đoán như thế, ngay đầu tiên, nó chỉ bằng mượn chính mình thần thức cường đại khống chế được đại miêu nó thần thức này bởi vì linh hồn hiến tế sinh ra biến dị bản thân cường độ rất cao hơn nữa còn có rất mạnh mê hoặc năng lực có thể làm cho đối phương tạm thời mất đi khống chế đối với thân thể có thể nó lại tuyệt đối không nghĩ tới công kích của mình thế mà không thể phá vỡ phòng ngự của đối thủ phải biết đối thủ thân thể thế nhưng là tại đã mất đi khống chế tình huống dưới a đáng sợ hơn chính là đối phương rõ ràng thần thức còn tại trong khống chế của mình nhưng lại có thể phát ra cực kỳ cường hãn phản kích vị này hoàng kim hổ đại yêu vương bản thân cường hãn nhất thực lực ngay tại ở thần thức có thể nó đối mặt lại là một cái ý chí chiến đấu cực kỳ cường hãn đối thủ không sai đại mưu hiện tại thần thức còn tại khống chế của nó phía dưới nhưng là nó bản năng chiến đấu nhưng thủy chung đều tại khi nó đụng phải công kích tự thân phòng ngự tuyệt đối sinh ra hiệu quả đằng sau sát thần lĩnh vực liền bị kích phát cường đại sát khí kéo theo lấy bản năng chiến đấu trực tiếp liền phát khởi phản kích mà cỗ sát khí này cũng tại mãnh liệt đánh thẳng vào đại mưu thần thức cưỡng ép sô tan lấy đối thủ xâm lấn dù là đổi một cái thần thức mạnh hơn đại miêu tuyển thủ chỉ sợ đều đã mắc lừa có thể đại miêu lúc tuổi còn trẻ tại gia lý thành đại đấu thú trường không biết đã trải qua bao nhiêu trận liều mạng tranh đấu chiến đấu cũng sớm đã trở thành nó bản năng cả công kích phản ứng đầu tiên nhất định là phản kích cho nên nó phản kích chi hung mãnh lại thêm thí thần kiếm cái kia cường hoành không gì sánh được kiếm ý vốn là có phá hủy thần thức hiệu quả tại liên tục ba kiếm công kích đằng sau đại miêu thần chí liền đã khôi phục lại cường thịnh sát ý khắc chế nội tâm một lát bàng hoàng thí thần kiếm bộc phát ra mãnh liệt kiếm ý kiếm mang tựa như trường giang đại hà đồng dạng quét sạch mà ra không ngừng công kích tới hoàng kim hổ đại yêu vương đánh nó liên tục bại lui hoàng kim hổ đại yêu vương cũng là bất đắc dĩ còn muốn dùng thần thức đi khống chế đại miêu cũng đã không làm được tại sát thần lĩnh vừa tác dụng dưới đại miêu thần thức đều bị chính mình phong bế chỉ có sát cơ lộ ra ngoài trong mắt sát khí nghiêm nghị từng bước ép sát kinh khủng kiếm mang không ngừng bộc phát mỗi một kiếm chàm ra đều là thẳng tiến không lùi sư hổ kim cương vốn chính là cấp một huyết mạch cường độ liền muốn siêu việt đối thủ hoàng kim huyết mạch giữ lại tình huống này càng là toàn diện đem đối thủ áp chế khi đại miêu một kiếm đánh bay đối thủ trường đao lúc cường đại kiếm ý từ trên trời giáng xuống ngăn cách đối chiến song phương sư hổ tộc thắng lợi kiếm thánh đại yêu hoàng nương tựa theo kiếm ý của mình đem giết chóc trạng thái dưới đại miêu tỉnh lại tranh tài kết thúc đại miêu thuận lợi thông qua được vòng thứ nhất đấu vòng loại tiến vào vòng thứ hai cấp một huyết mạch chính là cấp một huyết mạch một vòng này phận khí của nó cũng tốt không có rút đến tuyển thủ hạt giống đại miêu trong mắt sát ý dần dần thối lui hướng kiếm thánh đại yêu hoàng kho mình hành lễ về sau nhìn cũng chưa từng nhìn đã có chút toàn thân bùn rủn hoàng kim hổ đại yêu vương quanh người xuống đài mà đi vận khí tại sao phải tốt chỉ có chính nó mới biết được vận khí của mình sở dĩ tốt cũng là bởi vì có người chúc phúc à đường tam tại hôm qua tìm tới nó sau đó đại miêu cũng cảm giác được chính mình tựa hồ phát sinh một chút biến hóa tựa hồ hết thảy tất cả đều trở nên tươi đẹp như vậy sau đó hôm nay rút thăm nó liền quất đến một cái lý tưởng đối thủ cái này hoàng kim hổ đại yêu vương thực lực không yếu nhưng mạnh tại thần thức khống chế mà nó ý chí chiến đấu vừa vặn khắc chế đối thủ chiến thắng phải biết cái này chiếm hoàng chi chiến dù là chỉ là thu hoạch được một trận thắng lợi tại tự thân trong chủng tộc đều là vinh dự cực lớn dù sao mỗi một vị người dự thi có thể nói đều là một chủng tộc đại biểu huống chi nó chiến thắng hay là hoàng kim hổ đại yêu vương hồ yêu tộc đại biểu đối với sư yêu tộc tới nói chiến thắng hổ yêu tộc đó là lớn nhất quang vinh trên khán đài sư yêu tộc khán giả đã sớm phát ra rung trời tiếng hoan hô đại miêu hướng phía phương hướng của bọn nó rơi lên trong tay thí thần kiếm sau một khắc ánh mắt của nó thì là hướng về một phương hướng nhìn thoáng qua hai mắt nhắm lại trong ánh mắt xuất hiện trong nháy mắt nóng này đối với đại miêu tới nói nó không có nghĩ qua mình có thể thật tại chiếm hoàng chi chiến bên trong thu hoạch được một cái danh ngạch đó là không có khả năng nhiều như vậy tới quay đỉnh cấp huyết mạch cường giả tại vô luận là tài nguyên hay là tích lũy đều muốn mạnh mẽ hơn hắn hơn nhiều nếu như đặt ở 10 năm sau nó tự hỏi có sức liều mạng nhưng lần này hay là quá vội vàng mục tiêu của nó không tại đoạt đến chiếm hoàng vị trí mà ở chỗ trợ giúp hoàng kim sư tử tộc hoàn thành số mệnh chi chiến đời trước hoàng kim sư tử tộc tộc trưởng chính là tại cùng đối phương trong chiến đấu chiến tử trong tay nó thì thần kiếm cũng là tộc trưởng lưu lại hoàng kim hổ đại yêu vương cũng không phải là nó muốn khiêu chiến mục tiêu nó muốn khiêu chiến tồn tại ở phía trên một gian phòng khách quý bên trong chỉ cần có thể chiến thắng đối thủ kia như vậy nó coi như hoàn thành đối với hoàng kim sư tử tộc hứa hẹn mặc dù từ nội tâm chỗ sâu Đại mưu vô luận là đối với sư yêu tộc hay là hổ yêu tộc đều là phi thường căm hận, không có bọn chúng ức hiếp, sư hổ tộc làm sao đến mức đi tới gần như diệt tộc trình độ. Không phải đường tam xuất hiện, sư hổ tộc hiện tại còn không biết thế nào, dù sao thê tử của mình khẳng định là đã chết đi, nhưng là, tại quá khứ trong vòng một năm, nó cũng nhất định phải thừa nhận, hoàng kim sư tử tộc tại trên người nó giúp hết tất cả, không giữ lại chút nào cho nó cần có hết thảy. Thậm chí ngay cả hoàng kim sư vương đều làm nó vừa luyện, mỗi ngày bồi bạn nó tu luyện, càng là tìm kiếm nghĩ cách đưa tới hoàng kim sư tử tộc cùng hoàng kim hổ nhất mạch cường đại tinh huyết giúp nó tăng lên huyết mạch chi lực lòng người là nhục trường sư hổ tộc cũng giống như vậy dưới loại tình huống này đại miêu thật sâu cảm nhận được hoàng kim sư tử tộc thành ý một cái đại tộc toàn lực ứng phó duy trì mới khiến cho nó trong thời gian thật ngắn liền có thể thành tựu đại yêu vương hơn nữa còn là cấp một huyết mạch đại yêu vương triệt để dẫn theo sư hổ tộc xem như đứng lên nó là biết cảm ơn chí ít vô luận như thế nào nó đối với hoàng kim sư tử tộc hứa hẹn đều nhất định sẽ hoàn thành dù là vì thế bỏ ra chính là cái giá bằng cả mạng sống cũng giống như vậy. Hôm nay, trận đấu nó đã chiến thắng đối thủ, nó đang mong đợi, đang mong đợi mình tại trên chiến trường có thể đụng phải ra hòa kia, đụng phải cái kia hoàng kim sư tử tộc lớn nhất thủ truyền kiếp, cái kia đem không phải một trận chiếm hoàng chi chiến, mà là sinh tử chi chiến. Trong phòng nghỉ, nhìn thấy đại miêu thu được tranh tài thắng lợi, đường tam trên mặt toát ra hiểu ý mỉm cười, phía sau tranh tài cũng không cần coi lại, lập tức cũng liền phải kết thúc thừa dịp mặt khác người xem còn không có rút lui hắn dẫn theo lam kim thụ tộc các trưởng lão làng yên ra phòng nghỉ trở về bạch hổ khách sạn mà đi khi màn đêm buông xuống lúc trải qua 41 nhiều trận đấu chiến đấu chiếm hoàng chi chiến nam tính tổ tranh tài vòng thứ nhất kết thúc cuối cùng có 38 tên tuyển thủ tiến vào vòng thứ hai bởi vì có mấy tổ tuyển thủ là lưỡng bại câu thương song song bị đào thải bị loại có thể thấy được tranh tài sự khốc liệt thậm chí đã có người tại dự đoán nhiều nhất lại có hai vòng tranh tài hẳn là có thể quyết ra tám người đứng đầu rất có thể không cần vòng thứ tư thêm thi đấu phía sau so đấu sẽ chỉ sau so vòng thứ nhất càng thêm kịch liệt trở về bạch hổ khách sạn đường tam trở lại trong phòng của mình hắn nhanh chóng đổi một bộ quần áo cải biến chính mình hình dáng tướng mạo để cho mình biến thành một người bình thường bộ dáng sau đó lại lặng yên truyền tống mà đi lúc này cho dù là tất cả các hoàng giả tâm tư cũng đều tại vừa mới kết thúc chiếm hoàng chi chiến tuyệt không có khả năng có ai chú ý nó cái này hơi không thể thành không gian ma động liên tiếp ba lần truyền tống đằng sau đường tam đi tới tổ đình tương đối xa xôi một cái quán rượu nhỏ bên trong bởi vì chiếm hoàng chi chiến nguyên nhân lúc này tuyệt đại đa số người quan chiến đều còn tại trung tâm thành phố nghị hội sơn bên kia cho nên khi đường tam đi vào cái này quán rượu nhỏ thời điểm nơi này vậy mà có vẻ hơi tỉnh táo toàn bộ trong đại sành chỉ có một cái âm u nơi hẻo lánh chỗ có khách vị này càng là không có cảm giác tồn tại gì nếu như không phải cố ý đi chú ý thậm chí đều không thể phát hiện nó tồn tại nhưng đường tam tự nhiên hay là tại trước tiên phát hiện nó bước nhanh tới tại nó ngồi đối diện xuống tới cho ta một chén rượu mạch đường tam điểm uống ngồi đối diện hắn vị kia toàn thân đều bao phủ tại một kiện màu xám đậm đại đấu bồng bên trong cúi đầu thấy không rõ nó hình dạng đường tam cũng không cần đi xem rõ ràng cái gì bởi vì đối phương cho dù là ngừng đầu lên nhìn thấy cũng biết biết sương mù sáng tỏ như thế nào đường tam uống cái thứ nhất rượu mạch đằng sau mới mở miệng hỏi còn có thể thanh âm của đối phương có chút rất nhỏ thậm chí có chút mờ mịt cảm giác cái kia tiếp tục đường tam nói ra bạn đang xem đường tam trùng sinh được thuyết minh tại kênh youtube chuyện hay, có thể tiếp tục, tiền đặt cọc đối phương nhỏ giọng thì thầm nói, đường tam gót tay, một viên nhẫn chữ vật liền ném đối phương. Chiếc nhẫn đang bay đến trước người đối phương thời điểm, tia sáng tựa hồ là hơi bóp méo một chút, sau đó cứ như vậy biến mất. Đường tam uống cạn trước mặt rượu mạch, không nói gì nữa, đứng dậy mà đi, thằng đến hắn rời đi nửa ngày, người áo xám kia mới thục phát phẩm lòng đang nói bên người, đúng là nhiều hơn hơn 10 người người áo xám, nhìn ra được thân phận của hắn a cái kia trước đó ngồi tại đường tam đối diện người áo xám nào giọng hỏi nhìn không ra chỉ có thể cảm giác được mạnh phi thường có trí mạng uy hiếp loại kia có thể là hoàng giả chỉ là không cách nào đánh giá ra là ai trừ phi xuất thủ công kích nó cái này thích ra hỏa rất nguy hiểm vương thật muốn cùng nó hợp tác sao nếu thu tiền đặt cọc liền muốn tiếp tục huống chi cái này vốn là cũng là ta cho tới nay đều muốn làm sự tình tiếp tục đi dùng nhất cẩn thận phương thức tiếp tục đúng chung quanh tất cả người áo xám tất cả được hòm người hướng nó hành lễ sau một khắc trong quán rượu nhỏ tia sáng lần nữa bóp méo một chút hết thảy cũng đều khôi phục trước đó quạnh quẹ sáng vẻ ra quán rượu nhỏ thân thể đường tam chung quanh thời gian không gian đều trở nên chậm chạp đứng lên khi nó thân ảnh tại trên đường phố biến mất trước một phút đồng hồ hắn kỳ thật liền đã về tới bạch hồ khách sạn trong phòng của mình nương tựa theo thời không chi tháp che giấu căn bản không có bất luận tồn tại gì có thể theo dõi hắn mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt đường tam hai mắt nhắm lại hắn đương nhiên cảm ứng được lúc ấy bên người còn có mặt khác tồn tại đối phương mặc dù thử vô cùng cẩn thận thậm chí còn vận dụng cùng loại với chuyên môn dò xét loại thần khí loại hình nhưng ở trước mặt hắn cũng giống vậy là không chỗ che thân hắn đương nhiên không lo lắng đối phương hướng mình phát động công kích nói như vậy hắn liền muốn làm cho đối phương nhìn xem cái gì là vạn hoa đồng năng lực làm cho đối phương căn bản đối với mình không cách nào phán đoán bất quá đối phương rất cẩn thận cuối cùng không dám ra tay với hắn đúng lúc này hắn cũng cảm ứng được mỹ công tử hẳn là cũng quay về rồi chiếm hoàng chi chiến ngày thứ nhất tranh tài khẳng định là đã toàn bộ hoàn tất ngày mai lam tuyển thủ sẽ tiến hành trình đốn nhi nữ tuyển thủ sẽ tiến vào chiến đấu ngày thứ hai đường tam cũng không có tiến về tổ đình nghị hội sơn tiền quán chiến nữ tuyển thủ tranh tài tại không có tiến vào đấu bán kết trước đó cũng không cần nhìn nhiều cái gì dù sao không có mỹ công tử tham dự hắn cũng không có gì có thể lo lắng lưu tại trong phòng trình đốn một ngày có quan hệ với mới nhất tỷ lệ đặt cược điều chỉnh đã ra tới đường tam đoạt giải quán quân cùng tiến vào ba vị trí đầu tỷ lệ đặt cược không có thay đổi gì những tuyển thủ khác thì là bởi vì trận đầu tranh tài đều có khác biệt chuyển biến trong đó biến hóa lớn nhất chính là thiên địa nhất kiếm vị kia nó tỷ lệ đặt cược rõ rệt giảm xuống hiện tại đã đến vị thứ ba trình độ so trước đó tăng lên hai vị vòng thứ nhất tranh tài tình huống là tương đối bình thường không có bộc ra cái gì ít lưu ý trên thực tế đến cấp độ này tiến hành tranh tài cũng đúng là rất khó bộc ra ít lưu ý tới đều là ngạnh thực lực mà đối với vòng thứ hai tranh tài cái kia chở mong trình độ liền thật to tăng lên ai cũng không biết vòng thứ hai rút tham gặp được tình huống như thế nào sẽ có hay không có tuyển thủ hạt giống lẫn nhau đụng phải một khi tuyển thủ hạt giống chạm mặt đó mới thật là thiên lôi dẫn ra địa hòa có thể trở thành tuyển thủ hạt giống thực lực cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều mà lại vòng thứ nhất tranh tài rất nhiều cường giả nội tình cũng còn không có vầy ra ngày thứ hai nếu tử sau khi cuộc tranh tài kết thúc mới nhất tỷ lệ đặt cửa cũng lại xuất hiện cùng năm từ tuyển thủ tình huống không sai biệt lắm căn cứ tuyển thủ hạt giống tại vòng thứ nhất không chạm mặt nguyên tắc trên cơ bản cũng không có cái gì ít lưu ý xuất hiện mà lại đối với nam tuyển thủ nếu tuyển thủ bên này yếu lược hơi ấm cùng một chút không có song song đào thải tình huống xuất hiện dù sao vẫn là có một tên tuyển thủ tấn cấp ngày thứ ba tranh tài cũng theo đó đúng hẹn mà tới lần nữa đi vào trong sân thi đấu tựa hồ lại trải qua trình đốn cùng gia cố phòng hộ pháp trận những trụ lớn kia rõ ràng khí tức càng thêm dày đặc đường tam tại các trưởng lão cùng đi đi tới chính mình phòng nghỉ mới vừa đi tới phòng nghỉ trước cửa liền nghe đến có người gọi hắn cận tộc trường đường tam quay đầu nhìn lại vừa hay nhìn thấy ninh thần ân cười híp mắt tại hoàng kim mãnh mã tộc cửa phòng nghỉ ngơ hướng mình ngoác Linh huynh tốt đường tam mỉm cười cùng nó lên tiếng chào linh thần ân cười nói hôm nay chúng ta có thể tuyệt đối không nên đụng phải a à. ngày đó ngươi cái kia kiếm thánh đại yêu hoàng pho tượng có thể thực là làm ta giật cả mình ta cũng không muốn bị đánh một kiếm đường tam bày ra một bộ sầu mi khổ kiếm dáng vẻ nói ta cũng không muốn gặp được ngươi a à. gặp được người khác bong vào kiếm thánh đại yêu hoàng uy thế ta còn có thể có chức cơ hội nếu là đụng phải ngươi cái này phòng ngự mạnh nhất ta một kiếm kia cũng liền không còn tác dụng gì nữa Ninh thần ân cảm khái nói thật nhiều người đều cho là cận tộc trưởng tại siêu cấp trên đấu giá hội đều là loạn mua nhưng hiện tại xem ra cận tộc trưởng mới là tuệ nhãn a ngày đó người kích phát kiếm thánh đại yêu hoàng pho tượng lúc chúng ta mới cảm ứng được kiếm thánh đại yêu hoàng lưu tại trong pho tượng kiếm ý đúng là mạnh mẽ như vậy đường tam cười ha ha nói vận khí đây đều là vận khí tốt dù sao là rất đáng đến có thể không đáng sao kiếm thánh đại yêu hoàng pho tượng cơ hồ tương đương thế là cử đi một trận thắng lợi điều kiện tiên quyết là đừng gặp được mạnh nhất những tuyển thủ hạt giống kia mà lại đường tam cái này còn không phải một vòng vòng thứ nhất hắn còn dọa lui một cái đây chính là có thể sử dụng hai vòng ninh thần ân đều muốn hâm mộ khóc không cần liều sống liều chết bằng vào đây tuyệt đối có thể so sánh duy nhất một lần thần khí pho tượng liền cử đi hai trận đấu vòng loại thắng lợi mấu chốt là cái đồ chơi này dùng trên người cận miều lâm không phải lãng phí a hắn lại không thể ở phía sau tiếp tục tấn cấp cái này nếu là lúc trước chính mình hoa mấy ngàn từ tinh tệ lấy xuống ở phía sau mấu chốt tranh tài thời điểm tái sử dụng chẳng phải là chiến thắng xác suất tăng nhiều a cận tộc trường không bằng chúng ta thương lượng người thấy thế nào mười nghìn từ tinh tệ Ngươi đem pho tượng bán cho ta, như thế nào?" Ninh Thần Ân hỏi dò, phía sau tranh tài, ngươi hẳn là cũng không quá dễ dàng tiếp tục tấn cấp, lãng phí hết đồ tốt như vậy, chẳng bán cho ta. "Ta cái này tương đương với cho gấp ba giá cả." Đường Tam nhún vai, nói, "Ninh huynh, ngươi cảm thấy ta thiếu tiền sao?" Ninh Thần Ân kém chút bị hán cho nghẹn chết, "Không phải sao, người ta trên đấu giá hội bỏ ra bao nhiêu tiền a, à? đó là người thiếu tiền a, à? nhưng ngươi nói ngay thẳng như vậy, thật được không?" Đường Tam cười híp mắt nói, "Ninh huynh thực lực căn bản không cần lo lắng tấn cấp vấn đề, ta cũng biết biết muốn có thể muộn một chút lại bị đào thải mà thôi, dù sao, ta cũng đại biểu là một tòa chủ thành, cũng không thể để cho chúng ta kiến mộc thành quá mất mặt. Ninh thần ân cố nén cũng không nói đến, các ngươi kiến mộc thành mất mặt đây không phải là rất bình thường sao, đúng lúc này, đường tam cảm nhận được khí tức quen thuộc, theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Mỹ công tử tại khổng tước yêu tộc trưởng lão cùng mẫu thân cùng đi, cũng đã đi tới phòng nghỉ bên này. Nhìn xem một bộ màu bạc váy dài Mỹ công tử, đường tam không chút nào che giấu chính mình vẻ yêu thích, linh thần ân nhịn không được thấp giọng cười nói nhìn cận tục trưởng thật sự chính là đến luận võ chọn rồi đó à ta nhìn ngươi đối với mỹ thành chủ hứng thú muốn so chiếm hoàng vị trí càng lớn à đường tam không có chút nào che giấu nói đó là tự nhiên mỹ thành chủ như vậy đoan trang trời sinh ngươi nếu có thể để nàng gả cho ta phò tượng ta đưa ngươi đều được linh thần ân cười ha ha một tiếng nói ta đây có thể làm không đến mỹ thành chủ cũng là chủ thành chi chủ đâu bất quá tình địch của ngươi thế nhưng là không ít ta nghe nói kim an quốc liền đã từng tự mình đến nhà đi cầu hôn qua Đều bị từ chối nhã nhặn ta nhìn cận tộc trưởng còn nhiều hơn thêm cố gắng mới được a à, người ta mỹ thành chủ cũng là rất muốn trở thành nghiền hoàng giả dù sao không có hoàng giả chủ thành cũng không nhiều nghe nó ngấm ngầm hại người châm chọc đường tam coi như không nghe thấy hướng nó phất phất tay nói ta trước dưỡng thần một chút chuẩn bị tranh tài đưa mắt nhìn hắn tiến vào phòng nghỉ Ninh thần ân nhất miệng cũng trở về phòng nghỉ đi đường tam mới vừa ngồi vững bên người cận miều xâm liền không nhịn được nói thứ gì a à nó thật không biết xấu hổ còn muốn mua bảo bối của chúng ta, bọn chúng đều sớm làm gì đi, cả người nếu là gặp được nó, hung hăng bổ nó một kiếm. Ca, người nói, chúng ta nếu là đi tìm kiếm thánh đại yêu hoàng nhiều mua mấy cái pho tượng có khả năng hay không a? À, nếu là có nhiều một chút pho tượng, nói không chừng, ngươi thật đúng là có thể sáng tạo kỳ tích đâu, đừng tam có chút bất đắc dĩ nói, ngươi coi hoàng giả là cái gì. Cái kia có nhiều thời gian rỗi như vậy chế tác những thứ này, có pho tượng này, ta đã đầy đủ may mắn, không nên nghĩ nhiều như vậy có không có, thanh tài hết sức nỗ lực, có thể đi tới một bước nào chính là một bước nào, không cần nghĩ nhiều như vậy. Mỹ công tử lúc này cũng đã tiến nhập chính mình phòng nghỉ, trong tay nàng càng là cầm người dự thi danh sách, đương nhiên, là thông qua vòng thứ nhất còn thừa người dự thi. Tại luận võ chọn giải đại hội chính thức trước khi bắt đầu, tại đường tam cùng nàng một lần cuối cùng gặp mặt lúc, liên nói cho nàng, tiếp xuống trong quá trình trận đấu không cần tìm kiếm mình, chờ chân chính tiến nhập cuối cùng trận chung kết, lại nghĩ biện pháp liên hệ chính mình. Để tránh tại dự thi trong quá trình lộ ra chân ngựa, bởi vì toàn bộ giải thi đấu đều là tại hơn 10 vị hoàng gia nhìn chăm chú phía dưới, nhất là còn có thiên hồ đại yêu hoàng loại này không chế khí vận hoàng giả tại, một cái không tốt liền sẽ mang đến đại phiền toái. Mỹ công tử tự nhiên cũng minh bạch hàn ý tứ, cũng liền đáp ứng, thế nhưng là, trải qua ngày đó vòng thứ nhất sau cuộc tranh tài, Mỹ công tử tại cẩn thận quan sát đến mỗi một vị tấn cấp người dự thi, cũng bao quát những người dự thi này năng lực. Nhưng để nàng giật mình là, nàng căn bản cũng không có tìm tới bất luận cái gì cùng đường tam có quan hệ dấu vết để lại, nàng tự hỏi đối với đường tam đủ quen, đường tam có cái gì năng lực nàng cũng trên cơ bản đều biết thế nhưng là liền xem như nàng đều không thể ở trong trận đấu tìm tới ai là đường tam cái này khiến nàng đang giật mình đồng thời cũng bắt đầu có chút lo lắng đường tam không phải là đã bị đào thải đi không không biết hắn nhất định tại nàng đối với mình người yêu vẫn rất có lòng tin thế nhưng là đến tột cùng là người nào vậy hiện tại còn thừa lại không đến bốn mươi tên người dự thi cái nào là đường tam đâu nàng hai ngày này cũng không cần dự thi mỗi ngày ngay tại nghiên cứu người dự thi danh sách nếu tuyển thủ bên kia nàng đều không chút chú ý chủ yếu được chú ý đều tập trung ở năm tuyển thủ bên này trên danh sách nhưng vô luận là nàng dùng phương pháp bài trừ hay là sàng chọn pháp nhưng là làm sao đều không thể tìm tới cùng đường tam đặc thù tương xứng hợp tuyển thủ cái này thật sự là thật bất khả tư nghị tô cầm cũng nhìn ra nàng lo lắng liền nói với nàng nếu như nàng đều có thể nhìn ra được các hoàng giả sẽ không nhìn ra được sao tìm không thấy chứng minh đường tam ẩn tàng tốt bạn đang xem đường tam trùng sinh được thuyết minh tại kênh youtube chuyện hay nhưng mỹ công tử vẫn còn có chút không tin tà nàng chuẩn bị hôm nay mới hảo hào nhìn xem cẩn thận phân rõ một chút đến tột cùng ai mới là đường tam cầm trong tay danh sách trước cẩn thận nhìn một lần danh tự nhìn nhìn lại phía ngoài sân bãi mỹ công tử trong mắt lộ ra lấy kiên định quang mang hôm nay nàng tin tưởng mình tại cẩn thận quan sát nhất định có thể tìm ra ai là bạn trai của mình hôm nay sân thi đấu vẫn như cũ là một tòa không ghế trống mà lại bầu không khí càng thêm nóng bỏng so với nữ tuyển thủ khẳng định vẫn là nam tuyển thủ bên này càng bị chú ý mà lại hôm nay liền có khả năng xuất hiện tuyển thủ hạt giống đụng phải tràng diện cạnh tranh cũng tất nhiên sẽ đem miễn cho càng thêm kịch liệt vận khí ở thời điểm này liền sẽ đưa đến tác dụng rất lớn chuẩn bị một vòng mới giúp thăm thiên hồ đại yêu hoàng thanh âm vang lên tất cả tuyển thủ đều đi ra cùng vòng thứ nhất một dạng thiên hồ đại yêu hoàng vẫy tay một cái một cái chùm sáng bắn ra mà lần này bên trong có 38 cái tiểu quang cầu lơ lửng tất cả người dự thi đều là lấy tay khẽ vồ riêng phần mình cầm ra một cái mã số ninh thần ân quay đầu nhìn về phía đường tam cười nói cận tộc trường nếu như một vòng này chúng ta lẫn nhau quất chúng mà nói ta vừa rồi đề nghị còn hữu hiệu. Ngươi cũng đã nói, liền xem như có kiếm thánh đại yêu hoàng miệng hạ pho tượng, ngươi cũng không phá được phòng ngự của ta, nếu như một vòng này ngươi quất chúng chính là ta, ngươi liền đem pho tượng bán cho ta, sau đó nhận thua, thế nào, chúng ta hòa bình giải quyết, đường tam có chút bất đắc dĩ nhìn nó một chút, nói. Làm sao ngươi biết vận khí ta cứ như vậy kém, ngươi là số bao nhiêu, linh thần ân mở ra bàn tay, lộ ra trong lòng bàn tay tiểu cầu, số một, thế nào, ngươi có phải hay không số hai, đường tam cười ha ha một tiếng, nói vậy thì có điểm không khéo, ta là số 3. Vừa nói, hắn cũng mở ra bàn tay của mình, trong lòng bàn tay rãi số rõ ràng là 3, số 1 đối với số 2, số 3 đối thủ là số 4, vừa vặn dịch ra, không có đụng phải ninh thần ân. Đường Tam thật đúng là không quá nguyện ý ở thời điểm này liền đụng tới hắn, không có đụng phải đương nhiên là không tệ tình huống. Ninh thần ân lại là sụp đổ mặt, còn kém một chút, thật là còn kém một chút à, đường tam cười ha ha một tiếng, nói. Không sao, bạn nhất ta nếu là thông qua được một vòng này, vòng tiếp theo người không phải còn có cơ hội quất chúng ta sao đến lúc đó ta không có pho tượng quất chúng không phải tốt hơn tinh thần ân cũng cười cũng có đạo lý vậy liền đang mong đợi vòng tiếp theo quất chúng cận tộc trường nó kỳ thật đánh trong đáy lòng xem thường cái này lam kim thụ tộc tộc trường cho nên đường tam lấy ninh huynh tương xứng nó lại vẫn luôn chỉ là gọi đường tam cận tộc trường tranh tài khẳng định là càng đi về phía sau quất chúng lẫn nhau tỷ lệ càng cao ngẫm lại cũng thế vòng tiếp theo quất chúng càng tốt hơn nam tuyển thủ rút thăm hoàn tất nữ tuyển thủ hôm nay liền không có lại rút thăm sẽ ở ngày mai tranh tài trước lại rút tranh tài bắt đầu tổ thứ nhất tuyển thủ lên đài thiên hồ đại yêu hoàng thanh âm lần nữa chuyển đến ninh thần ân lần này liền không có về phòng nghỉ trận đầu liền có nó nó trực tiếp phóng người lên hướng phía đài tranh tài phương hướng rơi đi mà liền tại ninh thần ân phi thân lên đồng thời một bên khác một gian trong phòng nghỉ cũng là một người vọt người mà ra rơi về phía đài tranh tài phương hướng mặc dù không phải tất cả thành chủ đều là tuyển thủ hạt giống nhưng là thành chủ là tuyển thủ hạt giống xác suất là tương đối khá lớn đó a à. nhìn thấy ninh thần ân đối thủ này đường tam không khỏi cười vận khí đó là tương đương không tệ a à. ninh thần ân sắc mặt lại có vẻ có chút khó coi đối thủ của nó trống rỗng rơi xuống may mắn là đối thủ này cũng không phải là tuyển thủ hạt giống bản thân thực lực cũng không tính đặc biệt cường đại loại kia chí ít tại trước mắt đã tấn cấp 38 vị tuyển thủ bên trong hẳn là trong xếp hạng hạ du tồn tại có thể đại biểu một tòa chủ thành hay là trung hạ du tuyển thủ tại tất cả người dự thi bên trong đứng mũi triệu xào tự nhiên là làm kim thụ tộc thứ yếu vậy dĩ nhiên cũng là một tòa không có hoàng giả chủ thành chính là đến từ kim cương thành đây cũng là vì cái gì ninh thần ân sắc mặt khó coi nguyên nhân ninh thần ân có kim cương bộ tộc huyết mạch mặc dù mà ngoài nó nói với đường tam tỉnh không để ý kim cương thiên hoàng vẫn là cái gì nhưng trên thực tế nó làm sao có thể không quan tâm nguyên bản phía sau có hai vị hoàng giả hiện tại biến thành một vị biến hóa này cũng không phải bình thường lớn kim cương tinh tộc không có kim cương thiên tinh hoàng gần nhất đã nhiều lần đến đây tìm nó hỏi nó có nguyện ý hay không đi kim cương tinh tộc bên kia tọa chấn. Hoàng kim mãnh mã tộc bên này cũng có chút bất ổn, trong tộc trưởng lão cho là nó hẳn là đi, dạng này thì tương đương với hoàng kim mãnh mã tộc khống chế hai tòa chủ thanh. Mãnh mã đại yêu hoàng có ý tứ là, đợi đến lần tranh tài này kết thúc về sau lại nói, chuyện này trước đây sau. Nhưng vô luận nói như thế nào, Ninh Thần Ân cùng kim cương tinh tộc nhất mạch quan hệ vẫn là tương đối không tệ, lúc này, đại biểu kim cương tinh tộc xuất chiến vị này, chính là kim cương tinh tộc đường tam đã từng thấy qua đại yêu vương cấp trưởng lão vị này tại vòng thứ nhất nương tựa theo lực phòng ngự cường hãn mạo hiểm vượt qua kiểm tra đến vòng thứ hai rõ ràng có chút mềm nhũn một bóng người từ trên trời giáng xuống hôm nay trọng tài đổi thành tinh quái tộc hoàng giả xuất hiện ở giữa không trung thì hình chính là nhếp hồn thiên tinh hoàng song vương chuẩn bị không cần ta nhận thua kim cương tinh tộc đại yêu vương hướng phía nhiếp hồn thiên tinh hoàng cúi người hành lễ sau đó lại hướng ninh thần ân gật đầu thăm hỏi sau đó liền xuống đài mà đi ninh thần ân hơi sửng sốt một chút nhưng sắc mặt lại dễ nhìn mấy phần thở dài một tiếng nó biết chính mình chỉ sợ thật muốn cân nhắc một chút có phải hay không tiến về kim cương thành tọa chấn kim cương thành tài nguyên phong phú mặc dù mình càng thêm tán thành hoàng kim mãnh mã thân phận đến tinh quái tộc bên kia đoán chừng cũng sẽ bị nhật thần đế quốc có chỗ nhằm vào nhưng vô luận nói như thế nào bên kia cũng là đứng đầu một thành tài nguyên phong phú mà lại bên kia hiện tại phía trên không có hoàng giả điều phối tài nguyên mà nói tương đối mà nói lại so với bên này càng thêm dễ dàng phi thân trở lại chính mình phòng nghỉ trước cửa vừa hay nhìn thấy cũng không tiến vào trong phòng nghỉ đằng tam chúc mừng ninh huynh không chiến mà thắng đây không phải do quất chúng ta càng tốt sao đường tam khẽ cười nói ninh thần ân tâm tình lúc này có chút phức tạp không nguyện ý cùng hắn nhiều lời chỉ là hướng hắn gật đầu liền trở về phòng nghỉ đi tổ kế tiếp tuyển thủ đăng tràng đường tam sở dĩ chưa có trở về phòng nghỉ cũng là bởi vì trận thứ hai tranh tài liền muốn đến phiên chính mình khi hắn nhìn thấy một bên khác là kim cương tinh nhất mạch cường giả xuất chiến thời điểm kỳ thật cũng đã dự liệu đến kết cục lúc này nghe nhấc hồn thiên tinh hoàng kêu gọi hắn lập tức phóng người lên leo lên đài tranh tài thấy là hắn, nhếp hồn thiên tinh hoàng không khỏi mặt lộ mỉm cười, cận tộc trưởng cần phải ủng hộ à, tạ ơn miệng hạ quan tâm. Đường Tam vội vàng hướng hắn hành lễ. nhếp hồn thiên tinh hoàng ánh mắt nhìn hắn thoáng có chút dị dạng, nếu như nói, tất cả hoàng giả bên trong ai đối với Đường Tam nhất có lòng tin, vậy khẳng định không phải mặt ngoài cùng hắn quan hệ mật thiết thiên dương thiên tinh hoàng, mà là trước mắt vị này nhếp hồn thiên tinh hoàng. dù sao, lúc trước kim cương thiên tinh hoàng chết, chỉ có nhếp hồn thiên tinh hoàng tận mắt chứng kiến lúc ấy hắn trơ mắt nhìn đường tam là như thế nào ngạnh cương kim cương thiên tinh hoàng đồng thời đổ hoàng thành công tuy nói thế thế nào đều là thụ tổ phát uy nhưng là vị này lam kim thụ tộc tộc trưởng mới nhận chức thật đơn giản như vậy sao nếu như lời đơn giản làm sao tại lúc trước hắn không có lam kim thụ tộc có thể dẫn động thụ tổ uy năng làm sao đến hắn chỗ này liền có thể làm được cái này nếu là đồng dạng mới là lạ cho nên hắn nhưng thật ra là rất chờ mong nhìn xem đường tam tại lần này chiếm hoàng chi chiến biểu hiện lúc này đường tam đối thủ cũng đã lên đài mà Đường Tam chính không có chút nào che giấu đem kiếm thánh đại yêu hoàng phò tượng lấy vào trong tay đối thủ của hắn cũng không phải là tuyển thủ hạt giống cũng không phải từ phòng nghỉ bên kia xuống nhưng là khi Đường Tam nhìn thấy vị này thời điểm biểu lộ không khỏi có chút kinh ngạc mà đối thủ của hắn khi nhìn đến hắn thời điểm trong ánh mắt cũng ả à lộ hung quang hỏa long vương đường mặc hoàng đúng vậy Đường Tam trận này trực tiếp liền quất chúng long tộc mặc dù đường mặc hoàng còn không phải tuyển thủ hạt giống nhưng làm cường đại long tộc vậy cũng cũng không phải dễ đối phó tồn tại a. À? Siêu cấp hội đấu giá kiện thứ nhất vật đấu giá chính là do đường mặc hoàng đập xuống tới, vĩnh hằng liệt dương hoa, có thể tăng cường hỏa nguyên tố lực công kích ba thành cường đại vật phẩm, cơ bản cũng chính là thần khí cấp bậc kia tồn tại. Kiếm thánh đại yêu hoàng pho tượng, có thể kinh sợ tên ngư yêu, nhưng đối với long tộc uy hiếp hiển nhiên liền không có mạnh như vậy, trước 38 tên tuyển thủ bên trong, long tộc chiếm bảy cái vị trí, quất chúng long tộc cũng không phải cái gì tới mới sự tình. Nhìn thấy đường tam đối thủ, đợi trong chiến khu, cười trên nỗi đau của người khác người là nhiều nhất, kiếm thánh đại yêu hoàng pho tượng một kích to lớn có thể đánh bại một vị long tộc tộc trưởng sao long tộc lịch sử đã lâu khẳng định là không thiếu hụt thần khí huống chi là tộc trưởng lại thêm vĩnh hằng liệt dương hoa hỏa khắc mộc không có chút nào tĩnh hỏi làm kim thụ tộc cận Miểu lâm tại bọn chúng xem ra là quất đến một cái hạ hạ thăm rút đến đường tam đường mặc hoàng lúc này trên mặt cũng lộ ra có chút quái dị dáng tươi cười nhìn xem trước mặt cái này lam kim thụ tộc tộc trường nó môi khẽ nhúc nhích im ắng hướng hắn nói câu gì nhìn xem miệng của nó hình Đường Tam chỉ muốn về nó một câu ngây thơ, Đường Mặc Hoàng nói chính là: Người phách lối nữa a, à, hoàng giả khu quan chiến bên kia." Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng phân biệt nhìn một chút Đường Tam cùng Đường Mặc Hoàng, thần sắc ở giữa cũng thoáng có chút dị dạng, ánh mắt ở trong tay Đường Tam trên pho tượng dừng lại một cái chớp mắt. Không biết vì cái gì, khi hắn nhìn thấy tay cầm pho tượng Đường Tam lúc, có một loại cảm giác mười phần kỳ dị. Đó cũng không phải thần thức mang cho hắn cảm giác, mà là đến từ làm kiếm ý là hắn tự thân kiếm ý tựa hồ đối với trước mặt cái này trẻ tuổi đứng đầu một thành có chức quen thuộc cảm giác giống như không chỉ là hắn cơ hồ tất cả hoàng giả đối trước mắt trận chiến này đều rất chú ý điểm chú ý tự nhiên không phải trên người đường mặc hoàng mà là ở lam kim thụ tộc vị tộc trưởng này đối với cận miểu lâm hoành không xuất thế tổ đình nội bộ có rất nhiều cái nhìn bất đồng cho dù là trong nội bộ nhật thần đế quốc cũng là như thế kim cương thiên tinh hoàng chết quả thực là chấn kinh tổ đình thụ tổ khôi phục thụ tổ lực lượng vậy mà cường đại như thế sao dù là cũng không phải thật sự là ý nghĩa thức tỉnh thế mà cũng có đổ hoàng chi lực. Như vậy, làm nó hậu đại, làm kim thụ tộc vị này dẫn động thụ tổ khôi phục tộc trưởng, chân chính năng lực lại có thể đạt tới như thế nào trình độ. Điều này là sớm đám người đều phi thường hy vọng biết đến, bạn đang xem đường tam trùng sinh được thuyết minh tại kênh chiêu túc chuyện hay. Đằng sau đường tam thành chủ báo cáo công tác lúc sở dĩ muốn đối mặt đối thủ cường đại, cũng là bởi vì các hoàng giả hy vọng thông qua chiến đấu đến sỏ xét hắn tình huống thật, nhưng người nào biết lại bị hắn một cái lĩnh vực biến thành dài. Thiên dương thiên tinh hoàng coi trọng hắn, là bởi vì đối với thụ tổ ý nghĩ, mà mặt khác hoàng giả cũng mỗi người có ý nghĩ riêng. đến tiếp sau siêu cấp trên đấu giá hội, lam kim thụ tộc cho thấy cường đại sức mua, trong lúc vô hình đối với trận kia siêu cấp hội đấu giá làm ra rất lớn cố tình nâng giá tác dụng đến mức để các hoàng giả kiếm một món hời. đối với lam kim thụ tộc vị tộc trưởng này thái độ trong lúc vô hình tự nhiên cũng là phát sinh một chút biến hóa mới, nhưng đối với làm cho dù là hoàng giả tới nói đều ẩn ẩn cảm giác được cái này cận biểu lâm trên thân là có chút sắc thái thần bí, mà lại thế nào thần bí tại chiếm hoàng chi chiến trong giao phong cũng hẳn là là không chỗ che thân a à. cho nên các hoàng giả đối với trận này cận rừng rậm cùng đường mặc hoàng ở giữa chiến đấu đều phi thường chú ý chủ yếu nhất là hy vọng có thể nhìn xem tại một tên long tộc cường giả trước mặt vị này lam kim thụ tộc tộc trưởng có phải thật vậy hay không có năng lực tiếp tục chống đỡ song phương chuẩn bị nhếp hồn thiên tinh hoàng phân biệt nhìn về phía đường tam cùng đường mặc hoàng đường mặc hoàng hai con người cơ hồ là trong nháy mắt liền biến thành xích hồng sắc tại sao lưng nó phảng phất có nham tương địa ngục trong nháy mắt bộc phát giống như to lớn hỏa long lo ảnh năng nhiên nổi lên chừng dài trăm thước to lớn hỏa long toàn thân đều xuất phát lấy ánh sáng chói bắt màu trong tay một thanh thon dài long thương trong tầm tay không chỉ có như vậy sau đầu còn có ba viên thiêu đốt lên hỏa diễm phân biệt trình là đỏ cam lam ba màu hạt châu lơ lửng ở nơi đó tản ra khác biệt hỏa diễm hào quang xích hồng sắc long thương bên trên phẳng phất có dòng nham thạch trôi giống như đường mặc hoàng nơi khóe mắt càng là tỏa ra ánh sáng lung linh có từng điểm từng điểm quang diễm màu vàng ở trong không khí khuếch tán một bên khác đường tam tay phải nâng kiếm thánh đại yêu hoàng pho tượng phía sau phảng phất có một mảnh thiên nhiên giáng lâm to lớn lam kim thụ hư ảnh tái hiện so sánh với một trận thời điểm tranh tài càng lớn cả mặt đất đều biến thành mặt cỏ phía trên sinh trưởng đủ loại thực vật trong nháy mắt hắn liền đem thiên nhiên dẫn tới chiếm hoàng chi chiến trên lôi đài tràn ngập sinh mệnh khí tức trong lúc vô hình để cho người ta toàn thân buông lỏng thân ở trên đài tranh tài nhiếp hồn thiên tinh hoàng có thể cảm nhận được rõ ràng từ trên thân đường tam tán phát sinh mệnh khí tức thật là nồng đặc sinh mệnh khí tức khí tức đến cỡ nào nồng đậm loại này siêu cao cấp độ sinh mệnh khí tức không phải trên yêu tinh đại lục mặt khác chủng quần có thể so sánh không hề nghi ngờ trận chiến đấu này mặc dù còn chưa có bắt đầu nhưng song phương đều phóng xuất ra lĩnh vực cấp bậc năng lực đại đa số người nhất định sẽ ưa thích đường tam phóng thích ra sinh mệnh thuộc tính lĩnh vực loại này tràn đầy màu xanh lá màu lam cùng nồng đậm sinh mệnh khí tức lĩnh vực sẽ làm cho người sinh ra hào cảm nhưng ai cũng cảm giác được đường mặc hoàng cường đại hỏa thuộc tính lĩnh vực đối với đường tam lĩnh vực có tác dụng khắc chế hỏa thuộc tính chính là tính phá hư mạnh nhất thuộc tính mà lại hòa thuộc tính bản thân đối với mộc thuộc tính liền có trực tiếp áp chế năng lực. Đường Tam nếu như không có kiếm thánh đại yêu hoàng pho tượng, chỉ sợ không cần đánh, đại đa số người liền cho là hắn đã thua, bắt đầu, nhiếp hồn thiên tinh hoàng thật sâu nhìn đường Tam một chút về sau, đột nhiên phất tay, tự thân phóng lên tận trời, tuyên bố trận này sau đầu bắt đầu. Đường Tam giơ tay phải lên, trong mắt làm kim sắc hào quang tỏa sáng, một bên khác không có nhiếp hồn thiên tinh hoàng từ đó cách trở, đường mặc hoàng nham từng lĩnh vực trong nháy mắt bộc phát, phô thiên cái địa đồng dạng hướng phía đường Tam ăn mòn mà đến, nhưng hắn bản thể không có trước tiên sông lên càng là tồn tại cường đại đối với hoàng già liền càng có lòng kính sợ bởi vì bọn hắn hiểu hơn hoàng già đến tột cùng có được thực lực như thế nào đường mặc hoàng cũng không ngoại lệ hắn cũng không muốn dùng thân thể của mình đi tiếp nhận kiếm thánh đại yêu hoàng pho tượng một kích trường thương trong tay huy động phía sau to lớn hỏa long hư ảnh hướng phía đường tam lĩnh vực vọt tới hắn thì phi tốc lui lại chuẩn bị kéo dài khoảng cách nhưng để đường mặc hoàng không nghĩ tới chính là đường tam vậy mà cũng làm ra cùng hắn tương tự động tác phía sau tám cây màu lam gai nhọn đột nhiên đâm về mặt đất sau đó thân thể như thiểm điện lui lại hứng mình lĩnh vực chỗ sâu thối lui cái kia to lớn lam kim thụ hư ảnh thì bắn ra ánh sáng mãnh liệt màu huy động từng nhánh cành cây kéo theo lấy sinh mệnh năng lượng ngăn cản nham từng lĩnh vực sinh mệnh năng lượng năng lực ở chỗ tầm bổ mà không ở chỗ công thủ song phương lĩnh vực va chạm trong nháy mắt lập tức phần cao thấp nham từng lĩnh vực dễ như trở bàn tay đồng dạng cấp tốc xâm lấn đường tam sinh mệnh lĩnh vực phù thiên cái điện nóng bỏng bộc phát đường tam không thể không tại lam kim thụ hư ảnh phía trước dừng lại nếu không hắn cái thì lam kim thụ hư ảnh liền bị hừng hực khỏa dưỡng thông phệ kiếm thánh đại yêu hoàng pho tượng hút cục bắn ra hào quang ống ánh một đạo to lớn kiếm mang bỗng nhiên bắn ra cái kia nối liền đất trời đồng dạng kiếm mang mang theo hủy diệt hết thảy uy thế cùng ngày đó thu tử huyền thiên đệ nhất kiếm là cảm giác không giống nhau thiên địa nhất kiếm cho người cảm giác là vô ngã vô tha thiên địa nhất kiếm mà lúc này đường tam lấy kiếm thánh đại yêu hoàng pho tượng chém ra một kiếm này càng nhiều hơn là hoàng giả giáng lâm nghiền ép thương sinh cảm giác. Đường tam phía sau, làm kim thụ hư ảnh trước, lại nhiều một đạo thân ảnh khổng lồ, chính là kiếm thánh đại yêu hoàng chiếu ảnh. Liền liền thân đại hoàng giả khu nghỉ ngơi kiếm thánh đại yêu hoàng, đều ở thời điểm này ẩn ẩn phát ra quang mang, bị dẫn động dù sao cũng là lực lượng của hắn, phát hiện loại tình huống này cũng phi thường bình thường, phò tượng kia lực lượng dù sao bắt nguồn từ hắn. Lúc này, kiếm thánh đại yêu hoàng trên mặt lộ ra dị dạng hào quang, thậm chí mang theo vài phần kinh ngạc, phải biết, tinh lực của hắn cơ hồ đều tại trên thân kiếm, bình thường đăm chiều suy nghĩ sở tu đều cùng kiếm tương quan để hắn kinh ngạc là phi thường không dễ dàng một sự kiện không có người nhìn thấy thân ở phòng nghỉ kiếm thánh đại yêu hoàng chung quanh thân thể nhiều một tầng nhàn nhạt, nhạt, lam kim sắc hào quang nồng đậm sinh mệnh khí thức bao vây lấy hắn chính hắn sinh mệnh lực nhận lấy tầm bổ cảm giác phi thường thoải mái dễ chịu phía dưới kinh thiên kiếm mang vừa ra hỏa long vương đường mặc hoàng liền có động tác đường mặc hoàng trường thương trong tay chỉ hướng bầu trời sau đầu ba viên hỏa diễm châu đồng thời hào quang tỏa sáng hỏa diễm ba màu đồng thời từ ba viên hỏa diễm châu bên trên phun ra tất cả đều rơi vào cái kia to lớn hỏa long trên hư ảnh hỏa long hư ảnh lập tức quang mang bắn ra liền ngay cả chung quanh nham tương lĩnh vực cũng bay nhanh thu nạp hừng hư hỏa diễm để sân thi đấu bên trong không gian vạn vẹo đường tam sinh mệnh lĩnh vực cũng bởi vì nhiệt độ cao trở nên tràn ngập nguy hiểm tượng như lúc nào cũng có khả năng sụp đổ nhưng là kiếm thánh đại yêu hoàng pho tượng bộc phát ra kiếm ý thật sự là quá cường đại đó là hoàng giả cấp độ cường đại uy năng mà lại là thuần túy năng lực công kích chính diện hừng hực nhiệt độ cao tại sắp trùng kích đến đường tam cùng sau lưng của hắn to lớn làm kim thụ hư ảnh bên trên lúc tại kiếm mang trước mặt hướng hai bên trở ra cho nên vì phá hư chỉ có chính diện cùng hai bên lĩnh vực làm sinh mệnh lĩnh vực hạch tâm làm kim thụ hư ảnh lại sừng sững tại nguyên chỗ đường tam cố ý lộ ra mấy phần vẻ kinh hoàng đột nhiên huy động trong tay pho tượng lập tức cái kia kinh thiên kiếm mang bộc phát hướng phía to lớn hỏa lóng chạm đi toàn bộ đài tranh tài chung quanh phòng hộ pháp trận trụ lớn tất cả đều bộc phát ra ánh sáng chói mắt trong nháy mắt đem phòng ngự tăng cường mấy lần to lớn hỏa long cố nhìn uy danh kinh người nhưng giờ này khác này tại cái kia kinh thiên kiếm ý trước mặt uy thế rõ ràng không đủ ngọn lửa trên người cùng co vào nham tương lĩnh vực đều có tiêu tán dấu hiệu trên không trung dương nhanh múa vút hỏa long trong nháy mắt liền bị ép trở về mặt đất hỏa long ngửa đầu phun ra ra hừng hực hỏa diễm ba màu tại kiếm mang kia trước mặt lại có chút không chịu nổi một kích hỏa diễm chỉ có thể hướng hai bên tách ra to lớn kiếm mang cơ hồ không có dừng lại tiếp tục hướng xuống kiếm thánh đại yêu hoàng một kích lại cường hãn đến tận đây sao khán giả không khỏi ngừng thở Nhìn trước mắt một màn này, phải biết, Kiếm Thánh đại yêu hoàng chỉ là chu vị hoàng giả bên trong xếp hạng dựa vào sau tồn tại a. À. Đây chẳng qua là hắn tồn tại tại trong một pho tượng một kích, uy năng vậy mà đạt tới trình độ kinh khủng như vậy, đây là khán giả thậm chí dự thi đám tuyển thủ đều không có nghĩ tới. Tất cả mọi người ở thời điểm này ý thức được, Lam Kim Thụ tộc chỉ dùng mấy ngàn từ tinh tệ đập xuống pho tượng này, thật sự là quá đáng giá. Hỏa Long Vương Đường mặc Hoàng Ngàm Hỏa Long tộc đương đại tộc trưởng, hắn sau đầu cái kia ba viên hạt châu khẳng định cũng là thần khí cấp độ tồn tại càng có người sáng suốt trực tiếp liền nhận ra cái này ba viên hạt châu đây là hỏa long tộc trong lịch sử cường đại nhất ba vị long vương sau khi chết lưu lại long châu tên là thiên hỏa tam châu tại thần khí bên trong là tồn tại cực kỳ cường đại tại ba loại thiên hỏa phụ trợ phía dưới đường mặc hoàng chiếu ảnh hay là ngăn cản không nổi cái kia từ trên trời giáng xuống to lớn kiếm mang đây là ai đều không có nghĩ tới mặc dù đây chẳng qua là chiếu ảnh nhưng một khi bị chém chết đường mặc hoàng tự thân cũng sẽ nhận nghiêm trọng phản phệ bị thương nặng bạn đang xem đường tam trùng sinh được thuyết minh tại kênh youtube chuyện hay thời khắc mấu chốt đường mặc hoàng không do dự kinh nghiệm chiến đấu của hắn cực kỳ phong phú phi thường rõ ràng đang ở tình huống nào phải làm lựa chọn như thế nào nếu như lúc này lại không liều chính mình chỉ sợ cũng thật không có cơ hội hắn đoán trường kiếm thánh đại yêu hoàng pho tượng uy lực sẽ rất lớn lại không nghĩ rằng vẫn như cũ là xem thường nó trong miệng phát ra một tiếng to rõ long ngâm đường mặc hoàng bàn thể trong nháy mắt hóa thành một đạo hồng quang trực tiếp bắn vào to lớn hỏa long hư ảnh bên trong tại hồng quang bắn vào về sau hỏa long co rút lại ước chừng một phần ba khoảng cách kiếm mang hơi xa một chút lại trở nên càng phát ra ngưng thật một đóa đại hoa trong nháy mắt tại hỏa long đỉnh đầu nở rộ chính là vĩnh hàng liệt dương hoa nhận vĩnh hàng liệt dương hoa ảnh hưởng hỏa long trên người quang diễm hướng không trung bộc phát để kiếm mang rơi xuống tốc độ hơi chậm lại cùng lúc đó hỏa long há miệng thiên hỏa tam châu phun ra ba viên hỏa diễm châu giống như ba viên lưu tinh tuần tự đụng vào cái kia to lớn trên kiếm mang giữa không trung tuần tự bộc phát ra màu đỏ màu cam cùng màu lam hừng hực quang diễm cái kia từ trên trời giáng xuống to lớn kiếm măng liên tục dừng lại ba lần lúc này mới trở nên hư ảo mấy phần nhưng là thiên hòa tam châu vẫn là bị tuần tự bắn ra cái kia bị suy yếu kiếm mang vẫn như cũ tiếp tục hạ xuống chém về phía hỏa long mạnh như vậy đương mặc hoàng lấy bản thể thôi động thiên hòa tam châu đã là toàn lực ứng phó tại cản trở mượn nhiều hỏa long tộc mạnh nhất thần khí uy năng lại thêm hắn đại yêu vương đỉnh phong thực lực lại còn là ngăn không được kiếm mang ngày sau đương mặc hoàng không nghĩ tới sẽ là như vậy hắn căn bản cũng không có do dự thời gian kinh khủng kiếm mang áp bách lấy hắn để hắn cảm nhận được uy hiếp chính mạng đỉnh đầu rồng bộ vĩnh hàng liệt dương hoa trong nháy mắt đốt cháy sán lạn màu đỏ vàng quang mang che cái hỏa rồng toàn thân lại từ trên thân hỏa long bộc phát mà ra hừng hực màu đỏ vàng quang diễm hỗn hợp có hỏa long vương đường mặc hoàng tự thân hỏa diễm hóa thành to lớn hình rồng hỏa trụ cùng không trung rơi xuống kiếm mang đụng vào nhau bộc phát ra hào quang sáng chói cùng kinh khủng bạo tạc lực không thể nghi ngờ đường mặc hoàng đây là át chủ bài ra hết đem vừa mới lấy được vĩnh hằng liệt dương hoa trực tiếp coi như duy nhất một lần vật phẩm sử dụng phóng xuất ra liệt dương hoa tinh tộc lĩnh vực chi lực cùng mình lĩnh vực chi lực dung hợp bộc phát ra càng cường đại hơn uy năng nếu như không phải bất đắc dĩ hắn tuyệt sẽ không làm như vậy bởi vì làm như vậy thật sự là quá lãng phí vĩnh hằng liệt dương hoa nếu như có thể thời gian dài sử dụng mà nói hắn thậm chí có cơ hội trực tiếp lĩnh ngộ liệt dương hoa tinh tộc trưởng vực kết hợp với tự thân lĩnh vực nhất định có thể làm cho mình tu vi nâng cao một bước có thể về quan hệ chiếm hoàng chi chiến cũng quan hệ đến sinh tử, căn bản không phải do Đường Mặc Hoàng do dự, bị đánh bay thiên hỏa tam châu quẹt trong một phát đường vòng cung bay trở về, cũng đem đại lượng hỏa diễm chủ nhập hình rồng trong hỏa trụ, oanh. Tiếng oanh minh chấn thiên động địa, một sát na, vô số hỏa diễm tứ tán bay tán loạn, trừ Đường Tam cùng hắn Lam Kim Thụ hư ảnh bởi vì có kiếm thánh đại yêu hoàng chiếu ảnh thủ hộ mà vô sự bên ngoài, toàn bộ sân thi đấu cơ hồ bị oanh tạc đến một mảnh hỗn độn. Năng lượng kinh khủng điên cuồng tàn phá bừa bãi, bộc phát, hình rồng hỏa trụ trong nháy mắt tán loạn, kiếm thánh đại yêu hoàng kiếm ý cũng là chợt lóe lên rồi biến mất ầm ừ. to lớn hỏa long hung hăng nện ở trên mặt đất đỉnh đầu sừng rồng đã bẻ gãy vẩy rồng tứ tán bay tán loạn bà vai bị cắt ra một đạo dài đến mười mấy mét bề sâu chừng nửa mét vết thương khổng lồ toàn trường lặng im đây chính là hoàng giả cùng đại yêu vương ở giữa tranh lệch sao nhìn qua chỉ là chênh lệch nhất giai mà thôi thế nhưng là một vị long tộc đại yêu vương đang toàn lực ứng phó vận dụng tự thân thần khí cùng hết thảy lực lượng tình huống dưới vậy mà không cách nào ngăn cản yếu kém hoàng giả tồn tại tại vật phẩm bên trên một kích đây là bao lớn trên ngạch ạ à? khán giả càng nhiều hơn chính là sợ hãi người dự thi trong mắt lộ ra lại là sốt ruột thành hoàng đằng sau liền cùng nguyên lai like có cách biệt một trời a à? ngào ngao mang theo thống khổ tức giận tiếng lòng ngâm vang lên khổng lồ hỏa long hóa thành niên hình đừng mà hoàng cánh tay trái mềm nhũn xuôi ở bên người tay phải hắn cầm thương hướng phía phía đường tam đâm vào gánh vác kiếm thánh đại yêu hoàng một kiếm trả ra đại giới muốn so trong tưởng tượng của hắn lớn hơn vĩnh hằng liệt dương hoa không có ngộ nhiệt hồ liền tiêu hao tự thân còn nhận lấy trọng thương tại thể nội tàn phá bừa bãi kiếm khí cũng không phải dễ dàng như vậy hóa giải chuyện này với hắn tất nhiên sẽ sinh ra cực lớn ảnh hưởng đường mặc hoàng có thể nào không phẫn nộ như điên nhưng là khi hắn khởi sướng công kích phóng tới đường tam thời điểm trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ ngạc nhiên bởi vì hắn phát hiện đường tam sau lưng kiếm thánh đại yêu hoàng hư ảnh cũng không có biến mất đường tam trong tay kiếm thánh pho tượng đồng dạng không có biến mất hắn thậm chí nhìn thấy đường tam hướng hắn nhếch miệng cười một tiếng phanh đường tam trong tay pho tượng bỗng nhiên nổ tung sau lưng của hắn kiếm thánh đại yêu hoàng hư ảnh đằng không mà lên to lớn kiếm mang xuất hiện lần nữa uy lâm thiên hạ kinh khủng kiếm ý trên không trung bộc phát đường mặc hoàng chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch phảng phất đều muốn ngưng kết Phước của không lo được phẫn nộ cùng không cam lòng hãi nhiên kêu to ta nhận thua vừa mới bị qua kiếm thánh đại yêu hoàng một kiếm cái kia kinh khủng kiếm ý để hắn sợ vỡ mật kiếm mang kia xuất hiện lần nữa thời điểm ngay cả trong cơ thể hắn còn không có bị buộc ra kiếm khí đều có bộc phát xu thế hắn nơi nào còn dám tiếp tục ngăn cản chiếm hoàng chi chiến là không có bất kỳ quy tắc nào khác có thể nói tuyển thủ tại trên đài tranh tài chết chính là thật đã chết rồi hoàng giả vị trí cố nhiên trọng yếu cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn a à? đường mặc hoàng nơi nào còn dám cứng rắn chống đỡ nhiếp hồn thiên tinh hoàng vừa muốn xuất thủ giải quyết cái kia cường đại kiếm mang tiếp theo một cái chớp mắt kiếm mang đã ở không trung nổ tung hóa thành vô số nhỏ vụn kiếm khí tiêu tán trên không trung đây là đường mặc hoàng ngay tại đường tam trước người cách đó không xa khi kiếm khí xuất hiện lần nữa thời điểm hắn không lo được công kích đường tam mà là cấp tốc cuộn mình thân thể trong tay nắm long thương có chút run lẩy bẩy lúc này ở cái kia đầy trời nổ tung kiếm mang chiếu rọi càng lộ vẻ hèn mọn ngươi ngươi làm sao có thể để kiếm thánh đại yêu hoàng pho tượng phát ra lần công kích thứ hai đây không phải là duy nhất một lần sao đường mặc hoàng tràn ngập không cam lòng nhìn về phía đường tam cảm giác sâu sắc không thể tưởng tượng nổi đường tam nhún vai nói là duy nhất một lần đó a à, lần thứ hai chính là hù dọa ngươi một chút không nghĩ tới ngươi nhận thua cảm tạ nhường cho nhìn xem đường tam trên mặt mỉm cười đường mặc hoàng như bị xét đánh hắn chỉ là hù dọa một chút chính mình liền nhận thua tại hơn 10 vị hoàng giả chứng kiến dưới chính mình vừa rồi khàn cả giọng hô lên nhận thua đây cũng không phải là mất mặt đơn giản như vậy vấn đề hắn hiện tại hận tìm không được một cái lỗ để chui vào thua chính mình vậy mà thua bại bởi lam kim thụ tộc gia hoàn này đường mặc hoàng trên mặt lúc trắng lúc xanh khí tức trên thân phi thường không ổn định có loại muốn sông lên đi làm một không ý tứ đúng lúc này nhiếp hồn thiên tinh hoàng thân ảnh từ trên trời giáng xuống rơi vào giữa hai người bình tĩnh nói đường mặc hoàng nhận thua làm kim thụ tộc cận xâm lâm thắng đấu vòng ngại trận thứ hai vượt qua kiểm tra đường mặc hoàng tựa như hoàn toàn bị dành thời gian tinh khí thần giống như đặt mông ngồi dưới đất hồn bay phách lạc hắn rõ ràng đã dốc hết toàn lực cuối cùng lại bại bởi đối thủ đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi mà đối thủ bỏ ra cũng chỉ là một kiện trên đấu giá hội mua được vật đấu giá cái này tương đương với dùng tiền đánh bại chính mình a à, vòng thứ hai chính mình ngay cả vòng thứ hai đều không có qua còn bại bởi dạng này một cái đối thủ. Rốt cuộc áp chế không nổi thể nội kiếm khí, đường mặc hoàng há mồm phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp ngã lệch tại tranh tài trên lôi đài, cả người hoàn toàn chính là lâm vào trong hôn mê, cũng đã không thể chính mình. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé, link tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả, đừng quên ấn like và đăng ký kênh chuyện hay để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.